đế, chiến dược thiên dương. Con về rồi đây. Tôi tên Chiến Vô Tình. 10 năm trước, tôi, mẹ và em gái bị người ba mới cưới vợ hai ruồng bỏ đuổi ra khỏi nhà. Đêm hôm đó, chúng tôi quỳ trước cửa nhà để mong ông ta hồi tâm chuyển ý, nhưng lại bị ác khuyển đuổi cắn. Đều tại mẹ không tốt. Mẹ vì để bảo vệ tôi và em gái mà cả bàn tay đều bị thương. Không lâu sau đó, mẹ bị ép đến mức nhảy lầu tự sát. Sau đó tôi và em gái lại bị ám sát. Ngay lúc nguy hiểm, đã có một người thuần bí xuất hiện cứu lấy chúng tôi, nhưng lại chỉ dẫn một mình tôi đi. Đừng bỏ Đan Đan. Chiến Dực Thiên Dương, Chiến Dực Thiên Dương, Chiến Dực Thiên Dương. Giờ con trở về với quy danh Thiên Dương, chính là để khiến Nạp La, kẻ cầm đầu ba đại gia tộc đã hại chết mẹ kia, phải lấy mạng đền mạng. Mắt mày mù hả thằng kia? Ai cho mày vào đây? Không thấy biển cấm ngoài kia à? Tiểu thư Nạp La bảo chúng tao đến đây phá bỏ ngôi mộ kia. Bọn tao viết chữ tiện nhân lên đấy đó. Không ngờ nhanh như vậy đã có người đến thưởng thức kiệt tác của bọn tao rồi. Mày, lại đây, bò qua háng của Đỗ Ca đi. Bọn ta sẽ bỏ qua cho mày. Nếu không, bọn ta sẽ đánh gãy chân mày. Đại tán, nhổ chuẩn phết nha. Bình thường thôi. Còn dám trừng? Chưa thấy ai nhổ nước bọt bao giờ à? Để tao nhổ lại cho mày xem nhé. Vì thế này, đại tán hơn 100 cân mà bị nhấc lên nhẹ nhàng thế. Đây rõ ràng là cao thủ mà. Cứu tôi với Đỗ Ca. Đến, liếm sạch cho tao. Đỗ Ca, Đỗ Ca, mau cứu tôi với. Chân tôi. Liếm sạch sẽ, đừng để tao nhắc lại. Tôi liếm. Bắt đầu đi. Tham kiến Dương gia, tham kiến Dương gia. Bắt đầu đi. Dân, dùng số vàng này xây lại mộ. Rõ. Vàng, vậy mà lại là vàng. Dùng nhiều vàng như vậy chỉ để xây lại mộ sao? Lần đầu tôi thấy nhiều vàng đến vậy đấy. Nếu dùng đổi số vàng này ra tiền chắc phải hơn 1.000 tỷ. Làm đi, rõ. Mẹ, năm đó mẹ đã từng nói đùa với con rằng 100 năm sau phải dùng vàng xây mộ cho mẹ. Như vậy ở dưới đó mẹ sẽ được tiêu tiền thỏa thích. Nay con trai đã làm được rồi. Con nhất định sẽ đích thân giết chết Ả Nạp La kia, sau đó bắt cô ta quỳ xuống trước mộ mẹ xin lỗi, lấy cái chết tạ tội. Bọn mày vừa nãy mới bảo tao làm gì? Chúng tôi chỉ nhận lệnh từ trưởng lão Mặt Cam. Trần gia đã tiếp quản lâu đời ở Đông Hải này, tiếng tăm lừng lẫy, không ai dám động vào. Có Trần trưởng lão ở đây, tên cao thủ lai lịch không rõ ràng, chắc chắn cũng phải sợ danh tiếng ngày ấy mà không dám làm gì mình. Trưởng lão Mạc gia thì đã làm sao? Đừng giết tôi, xin hãy nghe tôi giải thích. Trước giờ Bổn Dương chưa từng nghe giải thích. Gì cơ? Bổn Dương lẽ nào chính là Chiến Dực Thiên Dương mới lên tiếp quản kia, Chiến Thiên Đế? Hôm nay là ngày hỷ của con trai thứ hai của Nạp La, đi góp vui thôi. Má, cánh tay phải của Chiến Dực Thiên Dương. Tiện thể đem bia mộ này trả lại cho bà ta. Dương gia, đây chỉ là chuyện nhỏ, một mình tôi có thể làm. Ngài cần gì đích thân ra tay chứ? Cậu về canh mộ đi, tôi sẽ đích thân đi thăm hỏi kẻ thù năm xưa. Khách sạn Thiên Đô, khách sạn nổi tiếng nhất Đông Hải. Năm xưa, nhà cũ của mẹ chính là ở nơi này. Thành thật mà nói, đây vừa dặn lại là nơi tọa lạc của khách sạn lớn nhất Thiên Đô. Trên tay cầm thứ gì? Không thể vào. Người kia là ai vậy? Nhanh nhanh xem, ngầu quá đi mất. Nhìn cuốn hút thật đấy.
Nếu như có thể hẹn hò với người đàn ông như vậy, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Vị tiên sinh này, theo quy định của khách sạn chúng tôi, vào cửa là phải báo danh. Xin hãy đưa ra thiệp mời của ngài. Hôm nay là lễ đính hôn của Trần Nhị thiếu gia, ngài ngồi như này e rằng không thích hợp cho lắm. Đây là đồ vật gì vậy? Chúng tôi cần phải kiểm tra. Ngươi không xứng, bảo thượng quan Nạp La ra tiếp đón. Mày là ai mà dám gọi thẳng quy danh của phu nhân? Trần Hạ Đình, Trần Nhị thiếu gia. Mạc lão, thấy tên kia thế nào? Mạc cao trưởng lão, thủ hạ Trần gia. Trong lòng bàn tay tôi. Chuyện gì vậy? Sức lực của mình dùng một tay cũng có thể nâng được chiếc xe tải cả tấn. Sao trước mặt thằng nhóc này lại không có chút sức nào? Chẳng lẽ sức lực của tên đó mạnh như vậy? Không thể nào, còn nghe người ra đó. Chậm đã. Quyên Di quản lý khách sạn, trong này không được tùy tiện động thủ, miễn cho phá hỏng tiệc đính hôn của chị dâu. Trước tiên phải làm rõ xem đồ vật tên này định đưa cho phu nhân rốt cuộc là gì. Như vậy bên chỗ chị dâu cũng tiện ăn nói hơn. Vị tiên sinh này, tôi tên Huyên Di, là quản lý của bộ phận truyền thông của khách sạn Thành Đô này. Ngài gọi tôi Di Di là được. Nào, cùng chị đây uống ly rượu giao bôi đi. Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ rồi nói. Để chị xem bảo bối này rốt cuộc là gì nhé. Cô không xứng. Mạc lão, tên nhóc đó thế nào? Có tiềm lực, có thể trụ được ba chiêu của tôi. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy hiếu kỳ bây giờ là cái bọc màu trắng cạnh hắn ta rốt cuộc là gì? Gọi thượng quan Nạp La ra đi. Hay cho thằng nhóc cho mặt mũi mà không cần như ngươi, dám làm ta bị thương. Làm ăn kiểu gì thế hả? Đám đàn ông mấy người, ngay cả một người phụ nữ cũng không bảo vệ được. Triệu Văn Tài, một trong những cổ đông của khách sạn Thiên Đô. Nguyên Nguyên, em không sao chứ? Triệu Thiếu, anh đến rồi. Hắn ta đánh em, anh nhất định phải dạy dỗ hắn cẩn thận. Yên tâm, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em hết. Tên kia dám ra tay với Nguyên Nguyên, chán sống rồi đúng không? Quỳ xuống nhận tội với Nguyên Nguyên, sau đó cút đi. Năm xưa nơi đây là nhà cũ của mẹ. Mẹ, mình và em gái đã từng sống ở đây. Đó là khoảng thời gian vô ưu vô lo, tự do tự tại nhất. Dám xem thường ông đây, giả vờ cái rắm gì hả? Được được, hôm nay ông sẽ thành toàn cho mày. Đội trưởng Dương. Dạ có. Còn ở đó làm gì? Đánh cho tôi. Đánh chết hắn tôi chịu. Lên anh em. Khách sạn Thiên Đô là sản nghiệp Trần gia. Hôm nay ở đây tổ chức sinh nhật của Trần Nhị Thiếu, cũng tổ chức luôn cả tiệc đính hôn. Lát nữa Trần lão phu nhân sẽ đến. Tôi khuyên cậu đừng quá ngông cuồng. Ngươi vừa nói đánh chết ngươi chịu. Nếu ngài không muốn báo danh thì liền không cần nữa. Ngồi ở đây đợi cũng được. Phu nhân Nạp La và Trần Nhị Thiếu sắp đến đây rồi. Nếu ngươi đã động tâm giết người thì hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiểu tử thối, đây là địa bàn của Trần gia. Dám giết ta, có gan thì giết đi. Dừng tay. Trần Thiếu, ngài đến rồi. Người này không nói đạo lý, không báo danh đã xông vào, mới khuyên vài câu, hắn đã muốn động thủ giết người. Trong mắt hắn không hề có Trần Nhị thiếu gia ngài mà. Ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Chết đến nơi rồi, còn không chịu hối cải. Mau đỡ ta dậy, ta phải cho ngươi một bài học. Giết người rồi. Cái này, ngươi sao lại thế này? Không phải. Nhị thiếu cứ ngồi xuống, chuyện còn lại cứ để lão phu giải quyết. Vừa nãy ta đoán tiểu tử cậu chỉ có thể chịu được ba chiêu từ tôi, xem ra tôi sai rồi. Cậu có thể chiếp 10 chiêu mới đúng. 10 chiêu mà trưởng lão đánh giá hắn như vậy có phải hơi cao không? Nhưng mà tiểu tử, ta cho cậu một cơ hội. Nếu như cậu có thể tiếp 10 chiêu không gục, ta sẽ cho cậu toàn vẹn rút lui. Ông chính là Mạc Cam. Đám người đào mộ ở Dạng Phong Lăng Diện là do ông phái đến đúng không? Dạng Phong Lăng Diện, lẽ nào tiểu tử này và ngôi mộ Dạng Phong Lăng Diện đó có liên quan với nhau? Món đồ trong bọc trắng kia, lẽ nào là gọi điện hỏi Đỗ Phi xem ở Dạng Phong Lăng Diện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không cần đâu, ta đã giết hết bọn chúng rồi. Cái gì? Hay cho thằng nhóc nhà ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?
Ông không có tư cách hỏi. Nếu đã rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, vậy hãy lĩnh hội sự lợi hại của lão phu đi. Nếu đã vậy, tôi sẽ cho ông một cơ hội. Nếu ông có thể tiếp một chiêu của tôi sẽ tha cho ông. Ngông cuồng, Mạc lão, giết chết tên đó đi ạ. Rốt cuộc ngươi là ai? Ở đây có bưởi không? Còn nhớ khi bé, trong vườn nhà có một cây bưởi. Quả trên cây đó vô cùng ngọt. Mẹ hay cùng em gái đứng dưới gốc bưởi nhìn tôi hái quả. Thằng nhóc kia, rốt cuộc ngươi là ai? Ông đây đang hỏi đấy. Bưởi biết gì ở đây? Ở đây là Trần Gia, là Trần Gia đệ nhất cao thủ ở Đông Hải này. Ngươi đừng quá tự phụ. Trần Bá Đạo, đồ cặn bã vũ nhục, ám hại mẹ, vừa dặn xử lý một thể luôn. Tốt nhất ngươi quỳ xuống cho ta, dập đầu 1000 cái. Gia chủ nhà ta nhân từ, có thể cho ngươi chết toàn thây. Tôi hỏi ông ở đây có bưởi không? Có thì nói có, không thì nói không. Lãm nhà lãm nhảm. Đó là Mặt Cam trưởng lão đó. Sao ngay cả một chiêu cũng không đỡ được? Tìm chết, dám làm đồ đệ của ta bị thương. Mặt trưởng thôn, cuối cùng ngài cũng xuống núi rồi. Tôi ra giá 2000 vạn, ngài lập tức xử lý tên khốn không biết trời cao đất dày này cho tôi. Cậu tưởng tôi là người dễ dàng bị đồng tiền mua chuộc sao? Mặt Kiều trưởng môn. Thêm 1000 vạn. Gì cơ? 1000 vạn? Thật sao? Nếu đã vậy, thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ phá lệ giúp cậu một lần. Chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu. Sư phụ, hãy báo thù cho đồ đệ. Hắn dám nói sư môn chúng ta là lũ kiến hôi. Hắn còn nói ngươi. Nói ta cái gì? Nói ngươi không xứng xách dép cho hắn. Cái gì? Tiểu tử, nói ta nghe, ngươi muốn chết thế nào? Lắm mồm. Kia không phải là hội trưởng hội võ thuật Mặt trưởng thôn sao? Xem ra Mặt trưởng thôn muốn đích thân ra tay. Đông Hải sắp biến đổi rồi. Nghe nói Mặt trưởng môn, ông ta có một cây bút thần. Cây bút này có thể phát ra tia sáng quyền ảo như tia sét, khiến người khác có cảm giác như đang ở dưới địa ngục. Càng quan trọng hơn là gì? Khi cây bút này được sử dụng, ngay cả Diêm Vương cũng khó mà thắng. Xem ra người kia không thoát nổi rồi. Tiểu tử, nghe ta khuyên một câu, mau thông báo cho người nhà đến đây nhặt xác mình đi. Một đám kiến hôi, đi chết đi. Không thể nào. Tiểu tử nhà ngươi là người đầu tiên được diện kiến cây bút thần của ta đấy. Cái gì? Lẽ nào kia chính là bút thần trong truyền thuyết? Đời này có thể nhìn thấy bút thần, đúng là không còn gì nối tiếc. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Xuống dưới cửu tuyền mà ngông cuồng. Vậy mang theo cả cây bút nát của ông xuống dưới gặp Diêm Vương đi. Nói năng ngông cuồng, tìm chết. Gì kia? Cây bút thần lợi hại trong truyền thuyết bị người kia chặn lại chỉ bằng một tay sao? Đúng là quá lợi hại. Đúng đó, anh ta mạnh quá, ngầu quá đi mất. Chuyện này sao có thể? Không thể nào, hắn vậy mà có thể chặn được cây bút thần của mình. Sư phụ, đi thôi, nhanh chạy đi. Đi thôi, nhanh chạy đi. Rốt cuộc tên này có lai lịch gì? Trần Nhị Thiếu, cậu nói tôi nghe, ở đây có bưởi không? Không có, nhưng mà tôi sẽ cho người đi mua, giờ sẽ lập tức đi mua. Được, vậy phiền cậu nhanh lên, nhớ rõ, tôi chỉ muốn bưởi. Chủ tịch Thượng quan, dưới phòng tiệc đang có người gây chuyện, không những giết chết Triệu Mậu Tài, còn đã thương cả Mạc Cam trưởng lão, ngay cả sư phụ của Mạc Cam trưởng lão cũng chết dưới tay hắn. Giờ hắn đang uy hiếp Trần Nhị Thiếu à? Là kẻ nào? Thượng quan Tô Tô, em gái Thượng quan Nạp La, dám ở đây lộng hành, đúng là chán sống. Chủ tịch Thượng quan, đám chuột nhắt này cần gì ngài đích thân lộ diện? Tôi chỉ cần viết một bức thư pháp đã có thể đánh bại bọn chúng. Được rồi, đi lấy giấy và nghi mực lại đây. Dân Ô Thanh Sơn, gia chủ Ôn gia, có nặng có nhẹ, nét bút sống động như thật. Gia chủ Ôn gia đúng là kỳ tài thư pháp trên thế giới. Đám nhắc con kia nhìn thấy chắc chắn sẽ bị trấn trụ. Hôm nay Trần gia và Ôn gia liên hôn với nhau, đây quả đúng là chuyện lớn của toàn thiên đô này. Nhưng mà hôm nay chị gái tôi Thượng quan Nạp La bởi công tác không về được, anh rể tôi cũng đang ở nước ngoài, qua mấy hôm nữa mới về. Vậy nên buổi lễ đính hôn hôm nay sẽ do tôi chủ trì, mong gia chủ Ôn gia thông cảm. Chủ tịch Thượng quan khách khí quá, với thân phận của ngài đây, cả Đông Hải này ai mà so bì được. Lễ đính hôn hôm nay có ngài làm chủ trì đã quá vinh hạnh cho chúng tôi rồi. Tuyết Đình, lát nữa nhớ tiếp xúc nhiều hơn với Trần Nhị Thiếu đấy. Ôn gia đang gặp phải một rắc rối lớn, rất cần tới sự giúp đỡ của gia tộc khác. Mà cả Đông Hải này chỉ có mình Trần gia mới có thực lực đấy. Tuyết Đình à, ba biết con không thích Trần Nhị Thiếu,
nhưng chỉ trách Ôn gia gặp phải đối thủ quá đáng gờm. Lần này là ba có lỗi với con. Ôn Tuyết Đình, con gái Ôn Thanh Sơn. Bên cạnh tình yêu của cá nhân con thì còn có sự sống chết của cả gia tộc. Sự lựa chọn của con căn bản không hề quan trọng. Chỉ là mạng của con là do người đó cứu. Nếu không có người đấy, con cũng không biết giờ con ra sao nữa. Ba, con ra ngoài xem trước nhé ạ. Được. Để hai chúng nó bồi dưỡng tình cảm với nhau. Thông gia nói đúng. Rốt cuộc là ai lại có lá gan lớn đến mức lộng hành ở nơi này? Thân ảnh đó là... là anh đấy. Là người đàn ông đã cứu mình và ba. Theo đuổi Tuyết Đình lâu như vậy mà thái độ của cô ấy với mình vẫn lạnh nhạt như vậy. Thật sự là anh sao? Thì ra là cô. 3 năm trước đang đi trên đường, không ngờ lại thuận tiện cứu được bạn thuở nhỏ Ôn Tuyết Đình. Hồi nhỏ cô ấy đã giúp đỡ mẹ và em gái mình rất nhiều. Ân tình này không thể quên được. Tốt quá, cuối cùng cũng tìm thấy anh. Những năm qua chúng tôi tìm anh vất vả lắm. Tôi vẫn luôn nhớ đến anh. Ý gì đây? Ai biết đây là chuyện gì không? Chuyện gì thế? Sao Tuyết Đình lại thân thiết với hắn ta như vậy? Ở trước mặt mọi người cũng không thèm cho mình chút mặt mũi. Lần trước nếu không có anh thì tôi và ba tôi đã sớm mất mạng ở nơi đất khách quê người rồi. Lúc đó không kịp cảm ơn anh. Tôi tên Ôn Tuyết Đình, anh gọi tôi Tuyết Đình được rồi. Anh thì sao? Tôi tên Chiến Phi. Chiến Phi là tên bản thân tự đặt. Tên hồi bé của tôi là Chiến Vô Tình. Trùng hợp vậy. Tôi cũng có một người bạn thân họ Chiến. Chỉ là đã nhiều năm rồi không gặp cậu ấy. Khi nào duyên đến tự nhiên sẽ gặp thôi. Tôi cũng tin vào câu nói này. Chuyện gì vậy? Quan Đường, gia chủ Ôn, người đàn ông mà con gái ông đang lôi lôi kéo kéo là ai vậy hả? Đường Đường là quý nữ gia tộc, lại trước mặt vị hôn phu của mình lôi lôi kéo kéo với đàn ông khác. Còn ra thể thống gì nữa, không cần mặt mũi nữa hay sao? Tôi cũng không biết. Gia chủ Ôn, hôm nay ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Không thể chỉ vì hành vi của con gái ông mà khiến Trần gia chúng tôi bị vũ nhục được. Nếu không, để chị gái anh rể tôi biết chuyện này sợ rằng sẽ không hay. Chuyện này khi chưa điều tra rõ ràng thì không thể kết luận vậy được. Tôi tin vào phẩm hạnh của con gái mình. Để tôi qua hỏi rõ ràng mọi chuyện. Tuyết Đình à. Ba, đây là ân nhân của chúng ta. Không phải ở nhà chúng ta hay nhắc đến anh ấy sao? Quả nhiên là ân nhân. Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi. Không đúng. Sao nhìn có chút quen mắt? Ba, anh ấy tên Chiến Phi, cũng họ Chiến, nhưng không phải Chiến Vô Tình mà chúng ta quen đâu ạ. Tiện tay thôi, không có gì to tát. Dì nhỏ, dì nhất định phải làm chủ cho con. Tên khốn kia không biết giác cái bọc trắng gì trên lưng, vừa vào cửa đã luôn miệng đòi tìm mẹ con. Mà trưởng lão và mặt trưởng môn còn có bảo vệ nữa đều bị hắn ta đánh bại. Hạ Đình, con yên tâm, để ta xem ai dám ngông cuồng trên địa bàn Trần gia. Ông Thanh Sơn, đây là lời giải thích của ông sao? Dung túng con gái mình lăn lộn với loại đàn ông này. Sớm biết con gái ông là loại lẳng lơ như vậy, cho dù mấy người có quỳ xuống cầu xin, chúng tôi cũng không chấp nhận hôn ước này. Cô đừng quá đáng. Quá đáng? Ôn gia các người tốt xấu gì cũng là một nhà gia giáo, nhưng giờ vẫn chưa kết hôn, mọi chuyện vẫn kịp. Hôm nay tôi thay mặt chị gái và anh rể tôi hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà. Nhưng mà tiền sính lễ mấy người phải bồi thường gấp 10. Còn nữa, đôi cẩu nam nữ này phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi bồi tội. Nếu không, hôm nay mấy người đừng ai nghĩ sẽ rời khỏi đây được. Muốn động thủ? Ngông cuồng. Ngài Tây Phong, thủ hạ có mặt. Hắn ta tên Tây Phong Liệt, là chó săn nổi tiếng dưới trướng Trần Bá Đạo. Ra tay không thương tiếc, vô cùng ác độc. Ở Đông Hải này cũng gọi là có tiếng. Nếu hắn ra tay, trưởng môn ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Anh phải cẩn thận đó. Ngài Tây Phong, lát nữa đừng trực tiếp giết chết tên nhóc này. Như thế dễ dàng cho hắn quá. Tôi muốn cuộc đời sau này của hắn sống không bằng chết. Trần Hạ Đình, tôi trước giờ không hề thích anh, cũng không muốn kết hôn với anh. Từ nay về sau, anh đừng quấy rầy tôi nữa. Hay cho con tiện nhân cô câu dẫn đàn ông ở nơi đông người như này. Cô đã cắm sừng tôi còn làm tôi mất mặt. Hôm nay tôi phải xử lý cả cô. Bưởi tôi bảo cậu mua đâu? Giờ là lúc nào rồi mà còn bưởi ở đây? Ngài Tây Phong, mà đánh chết tên không biết trời cao đất dày này cho tôi. Anh bạn trẻ không thích sống đến vậy à? Cho ngươi hai lựa chọn, khuất phục hoặc chết. Ngài Tây Phong chuẩn bị ra tay rồi. Lần này chết là cái chắc. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Bưởi đâu? Quy lực mạnh quá, giờ muốn đầu hàng cũng đã muộn rồi. Hai người bước xuống trước đi. Thẻ bài chiến dực. Không thể nào, tiểu tử, chết đến nơi rồi, còn ở đó làm bộ làm tịch. Chết đi. Chuyện gì thế này? Lẽ nào đây chính là sức mạnh trong truyền thuyết?
Đây chính là thẻ bài chiến dực có hình khắc đại bàng. Nghe nói chỉ có chiến thiên đế mới có tư cách sở hữu nó. Lẽ nào hắn chính là... Ngài Tây Phong, ngài không sao chứ? Có phải phát tác bệnh gì không? Mau gọi cấp cứu. Trong khách sạn có đội y tế. Nhìn ngài Tây Phong hiện giờ đang có dấu hiệu của nhồi máu cơ tim. Việc cần làm hiện giờ là hô hấp nhân tạo, giúp ngài ấy nhanh chóng hồi phục ý thức. Hô hấp nhân tạo. Ngươi, mau ra hô hấp nhân tạo cho ngài Tây Phong. Dạ dân nhị thiếu. Ngài Tây Phong, tôi đến đây. Dám nói lão tử bị nhồi máu cơ tim, ngươi xứng sao? Tây Phong Liệt, ông điên rồi sao? Một hạ nhân mà cũng dám vô lễ trước mặt bà đây. Tôi thấy ông muốn tạo phản rồi. Thượng quan Tô Tô đúng là hết cứu. Ông ấy đã dùng hành động để nhắc nhở rồi, mà còn không nhận ra tình hình đang không ổn. Còn ở đây, mau cút. Còn cậu nữa, mau cút. Ông bảo vệ đâu? Chết đâu hết rồi. Mau lên, mau đuổi tên phản đồ này ra ngoài cho ta. Trần Bá Đạo cho dù có là người đứng đầu Đông Hải này, nhưng có thể so với chiến dực Thiên Dương thì đúng là không bằng cái móng chân. Giờ mình chỉ có thể tận lực bồi tội lại những gì mình vừa mạo phạm. Hy vọng chiến thiên đế có thể bỏ qua mạng già này. Đúng là một đám không biết sống chết. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Liên quan gì đến cô? Dám bất kính với Dương gia? Giết! Dương gia, bên chỗ mộ phần ta đã giao lại cho các huynh đệ rồi. Ta đến xem ngài có cần gì không. Mark, đây không phải là chiến trường. Cái tật thế gì đập đó của cậu có thể thay đổi được không vậy? Có gan đứng ở đây thì đều phải ăn một chưởng của Mark này. Kinh khủng quá. Một thuộc hạ thôi mà đã có sức lực như vậy. Nếu búa sắt kia mà đập lên người mình thì không chết cũng tật. Một người võ công cao cường như thế lại ngoan ngoãn đứng sau tên tiểu tử kia. Thế lực của tên tiểu tử đó đã nghịch thiên đến mức độ nào rồi? Đồ tôi cần đâu? Đến đây, đến đây. Có ngay, có ngay. Bưởi, bưởi đâu rồi? Bưởi ngài cần đây. Mình sẽ lấy quả bưởi này làm bất ngờ cho em ấy. Ngài xem, bưởi ngài muốn cũng đã có rồi. Hôm nay mẹ tôi không có ở đây, hay là hôm khác ngài lại đến. Mẹ ngươi không ở đây, vậy ngươi thay mẹ nhận món đồ kia đi. Nói với bà ta, ta sẽ diệt hết mấy người. Đừng tự đắc, đợi chị ta trở về, nhất định sẽ giết chết ngươi. Dám hỗn láo với Dương gia, giết! Dương gia, lát nữa ngài sẽ đi tìm tiểu muội vô song ạ. À, đúng vậy. Vậy tôi cũng đi, xử lý xong chuyện bên phần mộ đi rồi nói. Đình Nhi, tránh ra! Thượng quan Nạp La, nữ chủ Trần gia. Đình Nhi, Đình Nhi, Đình Nhi, con tỉnh lại đi. Đình Nhi, mẹ, mẹ nhất định phải báo thù cho con. Đình Nhi, Đình Nhi, con tỉnh lại đi. Đình Nhi, tiện nhân Hạ Xuân Vũ đấy, chết rồi cũng không để người khác được yên. Điều tại mình năm xưa không nhổ cỏ tận gốc nên mới lưu lại mầm móng tai quả ấy. Còn cả Ôn gia, không ngờ mấy người đã sớm quen biết với hắn. Rất tốt, ta đây sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào hết. Nạp La, có chuyện gì sao chú? Trần Đức Dương, gia chủ đời trước của Trần gia. Lão Phu đã từng nhắc con rất nhiều lần rồi, làm người phải khiêm tốn, hành sự phải cẩn thận. Nhưng con thì hay rồi, tự cao tự đại, dương võ ra oai. Nếu không phải do con dung túng Hạ Đình, sao có thể đến bước đường cùng như ngày hôm nay được? Ông già thối, nếu không phải tôi nể mặt ông là nguyên lão của gia tộc, thì có tin hôm nay tôi sẽ giết chết ông luôn không? Nghịch đồ, dám đánh cả ta. Thượng quan Nạp La, có phải cô chán sống rồi không? Người đâu, mau lôi người phụ nữ điên này ra ngoài cho ta. Mấy người điếc hết rồi sao? Lão già như ông, tôi đã sớm nhìn không thuận mắt rồi. Con trai và em gái tôi bị người khác hãm hại đến mức độ này, không báo thù thì thôi đi, còn dám đến đây trách mắng đổ tội cho tôi. Ông không xứng làm người Trần gia. Ta tốt xấu gì cũng là gia chủ tiền nhiệm của Trần gia, cũng là chú của Trần Bá Đạo, dạy dỗ cô hai ba câu thì đã sao? Được thôi. Mau đi thông báo với bốn đại gia tộc, nhanh chóng mở họp.
con trai của tiện nhân đó đã quay lại trả thù rồi. Sự tình năm đó, các vị ở đây ai cũng tham dự vào. Triệu Thanh, gia chủ Triệu gia. Thượng quan Nạp La, cô bớt ở đây làm bộ làm tịch. Nếu năm đó không phải cô uy hiếp gia tộc chúng tôi, ép chúng tôi phải giết Hạ Xuân Vũ, thì đâu có sự tình hôm nay. Nay con trai tôi chết thảm như vậy, Trần gia cô nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Đều nghe Thượng quan Nạp La sắp xếp. Chiến vô tình, tao không cần biết 10 năm qua mày đã ở đâu làm gì, nhưng nếu muốn quay về tìm tao báo thù thì mày chỉ có con đường chết. Long Đông Cường, ba nuôi của Thiển Vô Song. Ba xin lỗi, ba không thể mua cho con được chiếc bánh đẹp hơn. Chiến Vô Song, em gái của Chiến Vô Tình, cũng không có tiền mua món quà đắt đỏ cho con. Ba, không phải con đã nói rồi sao, ba đừng tiêu tiền lung tung. Có thể ăn xiên nướng mà ba đích thân làm là con đã mãn nguyện rồi. Đan Đan, cậu mau ước đi. Thiển Thanh Hà, bạn thân của Thiển Vô Song. Điều ước thứ nhất, hy vọng ba nuôi luôn luôn khỏe mạnh. Điều ước thứ hai, hy vọng có thể sớm ngày đoàn tụ với người anh trai đã thất lạc 10 năm của mình. Điều thứ ba là đón sinh nhật đấy hả? Kim Tài, thủ hạ của Bạc Thiếu, sao không thể mua nổi cái bánh tử tế vậy? Sống vậy còn có ý nghĩa gì không? Dừng đây, mấy người hơi quá đáng rồi đấy. Long Đan là em gái tốt của tôi, mấy người thử động vào cậu ấy xem. Bạc Thiếu nhìn trúng cô ta rồi, mau bảo cô ta đến hầu hạ, còn lại cút hết đi. Mấy người nói đùa rồi, con gái tôi mới học cấp 3, nó vẫn còn bé, mấy chuyện khác chúng ta thương lượng nhé. Dừng đây, không được đánh ba tôi. Ông có tư cách gì mà thương lượng với tôi? Vẫn nghĩ bản thân là ông chủ khi xưa à? Long Đông Cường, làm người phải biết thức thời. Đại Mặt, thủ hạ của Bạc Thiếu, biết lùi biết tiến, ông nghĩ mình làm gì được chúng tôi? Mau cút đi. Cái rắm, cái gì cũng có giới hạn của nó. Hôm nay ai dám động vào con gái tôi thì bước qua sát tôi đây này. Được thôi, tôi phải dạy ông một bài học. Dừng đây. Nhiều người như vậy bắt nạt một người, không thấy xấu hổ à? Anh đấy là em gái. Anh là anh sao? Là anh. Anh về rồi đây. Anh, đúng là anh rồi. Đúng là anh rồi. Anh trở về rồi. 10 năm qua anh đi đâu thế? Anh biết em nhớ anh lắm không? Em không nằm mơ đấy chứ. Anh sẽ không đi nữa đúng không? Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày. Ai dám bắt nạt em gái anh nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Mày là anh trai nó hả? Như này đi, mày đền cho bọn tao 120 vạn. Nếu không, chuyện hôm nay không xong đâu. Song Nhi, anh nhớ là hôm nay không phải sinh nhật em. 10 năm trước, dì nhỏ đã đưa em đến chỗ ba. Ba dì để kỷ niệm ngày đặc biệt này nên đã lấy ngày này làm sinh nhật thứ hai của em. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến ngày sinh nhật thật của em đâu. Thì ra là vậy. Anh trai tặng em quả bưởi. Là bưởi mà em thích ăn nhất. Xem người khác là không khí à? Còn nhớ hồi bé, chúng ta thường đi hái bưởi cùng nhau không? Tất nhiên nhớ à. Mày thật sự coi người khác là không khí à? Tẩn hắn. Nhãi con, mày cứ đợi đấy, đừng có chạy. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, đợi tao gọi điện. Đợi đấy, cậu chính là anh trai ruột của Nghệ Đan sao? Nghe lời chú, mau chạy đi. Bọn chúng ra tay rất tàn nhẫn, không phải ngăn nổi chúng, cậu không nên đụng vào. Những năm qua, cảm ơn chú đã chăm sóc cho em gái con. Từ nay, chú không cần phải nhọc lòng nữa. Có con ở đây, con sẽ đảm bảo một đời vinh hoa phú quý cho chú. Đứa trẻ tốt, tâm ý của con chú nhận. Nhưng con mau dẫn Nghệ Đan chạy đi, chú sẽ chặn chúng lại. Anh, mặc dù anh rất lợi hại, nhưng dù gì anh cũng chỉ có một mình. Hổ không đánh lại được bầy sói. Em thấy chúng ta mau chạy thôi. Ai nói anh trai em chỉ có một mình? Sau lưng anh trai có hàng vạn quân mã, hàng nghìn binh sĩ cường tráng. Họ có thể đánh đổ cả vạn Lý Trường Thành vạn dặm. Cứ tưởng rằng anh trai Nghệ Đan có thể giải quyết được tình huống hiện tại, nhưng thì ra cũng chỉ là kẻ phét lác điêu toa. Nếu đám người kia trở lại thì phiền phức lớn rồi. Kẻ nào dám động đến người của Dương Diệu ta? Sao lại là ngài thế ạ? Ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho tôi lần này. Chuyện gì thế? Long Nghệ Đan là em gái ta. Hai kẻ kia dám quấy rối em ấy, đổi lại là ngươi thì ngươi có bỏ qua không? Lại đây. Diệu ca, Diệu ca, quỳ xuống, quỳ xuống trước đã. Tôi thật sự không biết đây là em gái ngài. Tôi sai rồi. Nếu đã vậy thì giờ ta sẽ cho các ngươi lập công chuộc tội. Từ nay về sau, em gái ta sẽ cho hai kẻ kia bảo vệ. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Dân, nhất định, nhất định. Dân, dân ạ, à, dân ạ, à, cút. Đi, đi, đi.
anh lợi hại quá. Chúng ta mau về nhà thôi. Đợi đã, tôi có lời muốn nói với anh. Nếu anh là anh trai của Nghệ Đan thì tôi đây nói thẳng, anh mất tích nhiều năm rồi. Mặc dù ở ngoài kia anh có tiếng tăm ra sao, nhưng tôi vẫn nhắc nhở anh, nơi đây là Đông Hải, tình hình rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm. Anh sẽ không lường trước được đâu. Trần Gia và Bạc Gia tuyệt đối không bỏ qua cho hai người. Đến lúc đó chỉ dựa vào anh đơn thân độc mã, lấy cái gì mà đấu lại hai gia tộc đó? Nghệ Đan đi theo anh, làm sao có thể yên tâm học tập? Vì mục đích cá nhân mà anh kéo hai cha con Nghệ Đan vào con đường nguy hiểm này. Tôi thật sự nghi ngờ sự xuất hiện của anh đối với họ mà nói rốt cuộc là tốt hay xấu. Cảm ơn cô đã chăm sóc Nghệ Đan, nhưng sự lớn mạnh của tôi cô vĩnh viễn không ngờ được đâu. Hồ đồ, đúng là hồ đồ mà. Nhà sập sệ vậy sao? Em gái của chiến dịch Thiên Dương vậy mà lại ở nơi nghèo nàn nhỏ bé này. Anh, chúng ta vào trong xem đi. Vô tình à, chú xin lỗi, những năm qua đã khiến Đan Đan phải chịu khổ cùng chú. Chú Long, chú là ân nhân của nhà bọn con, cảm ơn còn không hết, sao có thể trách chú chứ. Vậy vào thôi. Cháu phải nghe điện thoại, hai người vào trước đi. Anh nhanh lên nhé. Mày dám đối đầu với ông đây sao? Có gan thì trưa mai 12 giờ đến câu lạc bộ Mãn Tinh Điệp. Dám đánh chủ ý lên em gái của chiến dịch Thiên Dương ta, không biết Bạc Gia các người có chịu nổi cơn thịnh nộ của ta không? Lão đại, mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Đồ cậu cầm là đồ của Hắc Y hội. Bên Hắc Y hội cứ nhất quyết muốn gửi sang mấy bộ, nên tôi đã lấy hai bộ. Nhưng ngài xem cũng đẹp phết, đặc biệt là bộ này của ngài, mặc lên ngầu vô cùng luôn. Đi thôi, đi gặp tên bạc thiếu kia cùng ta. Bạc Minh Phi, con trai Bạc Mậu Đông. Hai người, ai là anh trai của Long Nghệ Đan? Là ta. Thì ra là mấy kẻ mới bước chân vào xã hội, loại người như các ngươi, bổn thiếu gặp nhiều rồi. Vậy đi, quỳ xuống dưới chân ta, làm chó cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta thấy hơi khát. Không nghe thấy gì à? Lão đại của tao khát nước rồi, mau đi chuẩn bị trà phổ nhĩ. Hơn nữa phải là loại trà hơn 10 năm tuổi ấy. Được, xem ra phải dạy dỗ mấy người một trận. Mã Thiên Gia, thủ hạ của Bạc Thiên, để anh em cùng lên dạy dỗ chúng một chút. Vâng. Mày mày mày, lên đi. Nào, ngươi, kệ hắn. Bạc Minh Phi, con xem hắn Bạc có thể giả bộ đến khi nào. Là Long Tiễn hái từ Minh Tiễn, nhưng không phải từ 18 cây được Càn Long sắc phong năm đó. Nói thẳng ra thì trà này không phải Long Tiễn, chỉ là hàng giả, ngu dốt. Đây là Long Tiễn chính thống, là loại trà được bảo vệ cấp một quốc gia. Bạn ta kinh doanh trà mười mấy năm nay, sao có thể là giả được? Người căn bản không hiểu trà đạo. Trà Long Tiễn chính thống, lá sẽ hơi có màu đỏ, màu sắc đậm đà, uống vào thanh mát, mang hương thơm tự nhiên của hoa đậu thiên. Bởi vì cỏ ngũ ngưu xuất hiện trên thị trường sớm hơn Long Tiễn một tháng, vậy nên có rất nhiều người kinh doanh vô lương tâm dựa vào điều này để chuyên đi lừa. Loại người nửa hiểu, nửa không, chưa từng uống qua trà Long Tiễn chính cống như người đây. Giá của loại cỏ này chỉ có mấy trăm một cân thôi, vậy mà cũng lấy ra để ra oai sao? Thằng khốn đó dám lừa mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của lão tử biết giấu vào đâu. Đây cũng không phải là trà ban thảo chính cống. Năm trà chưa đủ, màu sắc không đúng, mùi vị cũng không thơm. Thơm, ngọt, đắng, chát, bốn vị này không đủ, không thể diễn tả hết được vị ngon của trà. Đây là trà đạo của ngươi sao? Thằng nhóc, ngươi chưa chịu thôi đúng không? Cho dù ngươi hiểu trà đạo thì đã sao? Hôm nay ta giết ngươi tại đây, sẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được chuyện này. Lão đại, đám người kia không được chút nào. Ta còn chưa làm nóng người xong, bọn họ đã gục hết rồi. Cái gì? Sao có thể? Trà ở chỗ của ngươi toàn là trà đẻo.
Vốn dĩ muốn đến chỗ ngươi để thưởng trà. Nếu trà ngon thì ta còn có thể cho ngươi dễ chịu một chút. Nhưng mà hiển nhiên ngươi làm ta quá thất vọng. Tiểu tử, ngươi chưa xong đúng không? Nơi đây là Mã Tinh Điệp, là địa bàn của bổn thiếu gia, là nơi cho ngươi ngông cuồng sao? Thiếu gia, không hay rồi. Không thấy bổn thiếu đang làm việc à? Hai người này chúng ta không thể đắc tội. Ta không quan tâm chúng là ai. Ở Đông Hải này còn có người mà bổn thiếu không thể động vào. Bọn họ là... Ta không cần biết. Dù là thiên dương ta cũng không sợ. Mẹ cái thằng vô dụng, hèn nhát, tự hủy quy phong của bản thân. Ồn quá, giải quyết nhanh đi. Mã thiên gia, giết hắn. Vâng. Cho ngươi uống trà này. Người của ngươi không ai ra hồn cả. Trà cũng vậy. Nhưng mấy loại trà đẻo này ngươi không còn nhiều cơ hội để uống đâu. Hãy trân trọng nó vào. Ngươi có chiêu gì thì nhanh chóng xuất ra đi. Nếu không thì không còn cơ hội đâu. Chờ đã, con nhóc kia đang ở trong tay ta. Đừng đắc ý quá sớm. Ngươi nói gì? Không tin đúng không? Giờ ta sẽ gọi điện để cho ngươi nghe tiếng của nó. Alo, Dư Lợi Kiệt, Bạc Thiếu đây. Mau đưa máy cho con nhóc kia, tao là Đại Kim. Xin lỗi nhé, ở đây không tiện nghe máy. Đại Kim, mẹ nó, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao, mày không muốn sống nữa đúng không? Dài dòng. Để em gái tao nói chuyện. Em không sao rồi anh. Là anh Đại Kim và anh Đại Mặt, hai người đó đã cứu em. Bạc Thiếu, ngươi còn gì muốn nói không? Các người, rốt cuộc các người là ai? Bọn họ là người của Hắc Y hội. Cái gì? Vậy sao mày không nói sớm? Mày muốn đẩy ông vào đường chết đấy à? Tôi đã nhắc ngài mà. Lúc đó vì thấy ký hiệu của Hắc Y hội nên mới thả họ ra. Còn tưởng đây là khách quý của Bạc Thiếu. Mày mù à? Nhìn như này còn không biết à? Màu đen đây này. Dẫn đi. Tập đoàn Dương Long. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Không ổn rồi, không ổn rồi. Bạc Mậu Đông, gia chủ Bạc gia. Ngươi mù sao? Không thấy ta đang họp à? Không ổn rồi gia chủ. Bên ngoài có hai kẻ trói Bạc Thiếu, xông thẳng vào phòng hội nghị của chúng ta. Chúng tôi và bảo vệ đều không phải đối thủ của chúng. To gan, dám trói cả Bạc Thiếu. Xem ra chúng chán sống rồi. Hơn nữa còn vào đúng lúc này. Không phải đang công khai làm nhục gia chủ Bạc gia sao? Gia chủ Bạc một khi đã tức giận thì cả thành phố Đông Hải này cũng phải run rẩy sợ hãi. Đối phương là ai, thân phận vẫn chưa được xác minh. Nói với chúng, hôm nay ta không muốn giết người. Đưa danh thiếp của ta cho chúng, bảo họ thả con trai ta ra. Chuyện này hôm nay ta sẽ không tính toán. Bạc gia chủ đúng là đại nhân đại lượng. Hoàng phát tài tôi vô cùng khâm phục. Vậy thì lại lợi cho đám kia quá. Dễ dàng như vậy đã có được danh thiếp của Bạc gia chủ. Danh thiếp của Bạc gia chủ chính là phiếu thông hành ở Đông Hải này. Chỉ cần có nó thì không gì là không giải quyết được. Đi đi, ngay ra đó làm gì? Vâng, gia chủ. Danh thiếp của Bạc gia chủ ông là cái thá gì? Nó vô tác dụng ở chỗ của ta. Nhưng mà nếu ông đã muốn làm bộ làm tịch như thế, ta bồi ông đến tận cùng. Ba, cứu con. Nhóc con, bọn mày từ đâu đến đây? Dám đối đầu với Bạc mộ ta? Chán sống rồi đúng không? Ba, chúng ta không chọc họ được đâu. Mau chóng xin lỗi họ, rồi tặng một nửa gia sản. Như vậy tình thế còn có thể cứu vớt. Bọn họ chính là... Mày bị dọa cho ngốc luôn rồi à? Ở Đông Hải này, ai dám đối đầu với Bạc gia chúng ta? Bạc gia chủ, tiểu tử này khẩu khí ngông cuồng, không đường lui mà không chịu. Tiểu nhân nguyện góp một phần công lao, giúp Bạc gia xả mối giận này. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện bản thân trước mặt Bạc gia chủ rồi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bao đồng. Nhóc con, ta thấy ngươi đúng là ăn phải gan hùm rồi, dám hỗn sự trước mặt ta. Bọn ông là vua chúa ở đây à? Ngươi bớt phí lời. Ta đây không tin ngươi dám ở trước mặt ta phế con trai ta như ông mong muốn. Hài lòng không? Hắn vậy mà giết Bạc thiếu gia rồi. Xem ra hôm nay tên tiểu tử này chết là cái chắc rồi. Dám giết con trai ta, mày muốn chết?
Đây không phải là chiến kỳ của chiến dịch Thiên Dương mà triều đình vừa mới sắc phong sao? Tài ca, anh sao vậy? Sao đột nhiên lại quỳ? Thiên Dương đến rồi, mấy người còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau quỳ xuống. Triều đình có lệnh, thấy chiến kỳ của chiến dịch Thiên Dương mà không quỳ, phải chết. Xem ra uy danh của mình có thể tác động cả đến Đông Hải này. Chiến cơ của chiến dịch Thiên Dương hình như là cố tình bay qua tập đoàn Dương Long. Lẽ nào là... Tiểu tử, coi như hôm nay cậu may mắn. Chuyện hôm nay Mạc gia ta không có thời gian để giải quyết. Ta phải đi chuẩn bị nghi thức để nghênh đón chiến dịch Dương. Phải để Thiên Dương trong lúc đi quan sát Đông Hải có thể ghi nhớ Mạc gia ta. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền? Thú vị. Ông vậy mà vì tiền đồ của mình mà đến con trai mình cũng không quan tâm. Nếu đã vậy thì 10 tỷ đi. Điên rồi sao? 10 tỷ? Tôi nói cậu biết, tôi là pháp quan quyền lực nhất ở Đông Hải này. Giờ mau quỳ xuống, xin lỗi gia chủ Bạc gia ngay. Tôi sẽ giảm tội cho cậu. Xem ra mấy người không đồng nhất ý kiến rồi. Đừng, ta đưa. Đây là lúc ông nói chuyện sao? Cút. Dân, đây là thẻ ngân hàng VIP của bên thương vụ. Trong đây có 10 tỷ. Thành giao rất có chữ tín. Hy vọng sau này Bạc gia chủ quan tâm nhiều hơn. Tất cả đi nghênh đón chiến dịch Thiên Dương với ta. Hôm đó cậu ta đến có mang theo một bia mộ. Trên bia mộ đó vậy mà lại viết tên của Hạ Xuân Vũ. Không ngờ thằng nhóc đó lại là con trai của Hạ Xuân Vũ, Chiến Vô Tình. Chả trách ngày hôm đó nó vừa đến đã chỉ đích danh thượng quan Nạp La, thì ra là đến báo thù. Vậy cũng tốt, chúng ta cũng được tính là ngồi chung một chiếc thuyền rồi. Nhưng điều khiến con khó hiểu là chắc chắn anh ấy đã nhận ra con rồi. Nhưng 3 năm trước khi cứu chúng ta, tại sao anh ấy không nói rõ? Còn cái này ở buổi lễ kia nữa, anh ấy cũng không nói gì. Còn thấy đấy, thân thủ của Vô Tình có thể dễ dàng đánh hạ được bọn Tây Phong Liệt. Thằng bé mất tích 10 năm này chắc chắn đã trải qua không ít khó khăn nguy hiểm. Vì vậy nó sẽ không có ai để tin tưởng, hoặc cũng có thể không muốn liên lụy ta. Dù sao thì với thân phận hiện tại của nó quen nhiều, nhưng cũng đắc tội nhiều. Nói không chừng những người thân thiết bên nó cũng sẽ bị kẻ thù của nó để ý chậm chậm. Con quan tâm thằng nhóc đó đến vậy, có phải thích nó rồi không? Ba, đúng lúc. Giờ con đang là chủ nhiệm của Chiến Vô Song, con có thể đi hỏi con bé. Nói không chừng hai đứa lại thành đôi. Ba nói gì thế? Ba nói cũng đúng. Chắc chắn Chiến Vô Song cũng biết tin tức của anh Vô Tình. Vô Song, sao vậy chị Tuyết Đình? Vô Song, anh trai em đâu rồi? Sao chị biết anh trai em trở về rồi? Chị muốn gặp anh ấy. Em biết rồi, không phải chị còn thích anh ấy đó chứ? Dù sao thì hai người cũng là thanh mai trúc mã mà. Nhà đầu thối, dám giỡn mặt với chị hả? Thế có nói hay không? Nói chứ ạ. Tất nhiên là phải nói rồi. 2 năm qua cô giáo Ôn đối với em rất tốt, như chị gái của em vậy. Nếu hai người có thể ở bên nhau, vậy chị chính là chị dâu của em rồi. Vô Song, vì tham quyền quý mà ngay cả con trai mình cũng không cần. Giống hệt với người ba kia của tôi. Hy vọng ông ta vẫn còn khỏe mạnh, đợi tôi đến đập nát xương ông ta. Chị ơi, kia không phải anh em sao? Thật kìa, nhanh lên. Anh. Em gái ngoan. Không phải hôm nay em đi xem nhạc hội sao? Chị Tuyết Đình nói hôm nay Thiên Dương đến tập đoàn Dương Long nên muốn đến đây xem náo nhiệt. Thì ra anh thật sự là anh Vô Tình. Anh, nghe nói hôm nay Thiên Dương đến Dương Long tuần tra là chuyện trọng đại. Tập đoàn Dương Long chỉ cho phép những người quyền quý vào trong, sao hai người lại vào đó được vậy? Vừa nãy em có thấy hai người đi ra từ đó. Vừa nãy anh vào đó xử lý chút chuyện. Đi cửa sau thì cứ bảo đi cửa sau đi, ông Hoàng bốc phép. Anh còn có chuyện phải đi trước. Tuyết Đình, nếu hai người muốn vào trong thì cứ quẹt tấm thẻ này. Đi. Tạm biệt em gái nhé. Vô Song, em vào trước đi. Chị đi tìm anh trai em. Kỳ lạ, sao chị Tuyết Đình lại bị anh trai mình quyến rũ đến thất thần như thế? Còn tấm thẻ này nữa. Anh Vô Tình, em biết một nhà hàng tên Tử Quỳnh Cát, chúng ta cùng đến đó nhé. Được thôi, được thôi. Đúng lúc tôi đang đói. Đi đi đi. Chị, anh, hai người đợi em với.
Đây chắc là phòng ăn lớn nhất Đông Hải này mất. Chị Tuyết Đình, sao hôm nay lại quan phí thế? Tất nhiên là để chúc mừng chị cùng anh trai em chính thức gặp lại nhau. Đúng rồi anh Vô Tình, em nghe nói Chiến Dược Thiên Dương đã đến Đông Hải rồi đó. Nhưng sao mọi người không kích động chút nào vậy? Ngài là thần tượng của toàn bộ binh lính đấy. Đó là vì Chiến Dược Thiên Dương không có đến Đông Hải. Không có đến Đông Hải, nhưng cả Đông Hải này đều đồn rằng ngài ấy ở đây mà. Nếu Thiên Dương thật sự đến Đông Hải thì quân đội Đông Hải đã suốt 30 vạn binh lính ra nghênh đón rồi. Vậy nên anh đoán là lần này người đến Đông Hải có lẽ là cấp dưới của Thiên Dương. Thì ra là vậy. Em đã bảo sao tự nhiên Thiên Dương lại đến Đông Hải mà. Anh thông minh thật đó. Em cũng tưởng rằng hôm nay Chiến Dược Thiên Dương sẽ đến. Chỉ là em không hiểu tập đoàn Dương Long đó đang đợi cái gì vậy? Cái này sao Thiên Dương vẫn chưa đến vậy? Bạc gia chủ, ngài không đùa chúng tôi đấy chứ? Gia chủ, chúng tôi đột nhiên mất dấu của quân đội Thiên Dương rồi ạ. Nhất định phải điều tra ra kẻ đã giết con trai ta. Nếu không ta sẽ trở thành trò cười cho toàn Đông Hải này mất. Điều tra vị trí của Thiên Dương ạ. Thiên Dương, ta bảo người điều tra Thiên Dương sao? Ta bảo người đi điều tra kẻ đã giết con trai ta. Cho dù có lật tung cả thành phố này cũng phải tìm ra hắn. Ta muốn chém hắn thành nghìn mảnh. Còn ngươi nữa, không làm được trò trống gì cả. Ta còn cần ngươi làm gì? Cần ngươi làm gì hả? Ta còn cần ngươi làm gì? Cần ngươi làm gì hả? Xin ngài, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Cơ hội cuối cùng. Buông tay. Anh Vô Tình, giờ anh không về quân đội nữa đúng không? Cũng coi như giải ngũ rồi. Coi là vậy, trước mặt biên giới vẫn ổn định, tạm thời không cần đến tôi. Anh, giờ sau này anh có dự định gì không? Cũng không thể cứ để ở đây được. Anh Vô Tình ở biên giới cực khổ nhiều năm như vậy, giờ về đây nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt mà không phải sao, đúng không? Đoạn thời gian này quả thực muốn nghỉ ngơi đôi chút, thuận tiện giải quyết chút việc riêng. Tiểu thư Tuyết Đình, bạn của cô đã được thanh toán rồi ạ. Ngày ấy nhờ tôi đưa danh thiếp cho cô và mời cô đến phòng 2 trên tầng 2 ạ. Chị Tuyết Đình, không lẽ lại có người muốn theo đuổi chị hả? Nhờ anh đưa tiền và danh thiếp trả lại cho người đấy và nói với anh ta là đừng tự tiện làm mấy chuyện này nữa. Người mời cô là đại thiếu Tôn gia, ngài Tôn Tài Luận. Cô đừng nói không biết tốt xấu. Bảo mày đưa đồ ăn lên, mày phí lời vậy làm gì? Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt sao? Mày chết chắc rồi. Anh trai, chúng ta quá kích động rồi. Tôn gia là võ quan có tiếng ở Đông Hải này đó. Không sao, có anh Mark em ở đây rồi. Đối phó với đám người này, cần ra tay là phải ra tay luôn. Nếu không thì bọn chúng sẽ lải nhải không dứt. Đám người đó đúng là âm hồn bất tán. Tôn Tài Luận này cũng không phải lần đầu tiên quấy rầy tôi. Không được anh Vô Tình, chúng ta đổi nhà hàng khác đi. Vừa nãy là ai ra tay? Là hắn ta. Là hắn. Là tao đó. Thì sao? Tôn Tài Luận. Tiểu tử. Tôn Tài Luận, Tôn gia dù gì cũng là thế gia hiển hách, sao lại nuôi ra một người bại hoại như anh chứ? Tuyết Đình à, em không thể vì chúng ta biết nhau mà cứ luôn đối đầu với anh vậy được. Người hôm nay muốn gặp em là đây, Trần Tứ Thiếu. Cô chính là vị hôn phu của anh hai tôi. Không tệ, ở lại uống cùng tôi ly rượu. Tôi sẽ thả bạn cô đi. Ôn gia và Trần gia đã không còn liên quan gì nữa, xin anh hãy tự trọng. Tuyết Đình à, Trần gia là bá chủ của Đông Hải này, kính ly rượu cũng không mất chút thịt nào. Tuyết Đình, là người ngươi có thể chạm sao? Tên này ở đâu chui ra vậy? Ngươi là ai? Ta là người ngươi không đắc tội được. Không đắc tội được? Ở Đông Hải này còn có người Trần gia không đắc tội được? Tiểu tử, chỉ dựa vào câu nói này, ta quyết định hôm nay sẽ khiến các ngươi không bước ra khỏi Tử Quỳnh Các này được. Đánh nhau là phạm pháp, mấy người đừng có hồ đồ. Phạm pháp? Cô nói phạm pháp. Hôm nay tôi sẽ để cô thấy cái gì mới gọi là phạm pháp thực sự. Mark, đưa hai người họ ra ngoài trước đi. Đã rõ. Anh phải cẩn thận đó. Không sao không sao. Đi nào đi nào. Tránh ra, tránh ra. Thả họ ra thật sao? Đi đi đi. Tiểu tử, cũng can đảm đấy. Vì hai đứa con gái,
mà cam tâm tình nguyện chịu chết ở đây à? Chịu chết? Ngươi hiểu nhầm rồi. Ta chỉ là sợ máu của ngươi sẽ làm bẩn họ. Chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Lên cho ta. Còn ngươi thôi. Nhà ta là bá chủ của Đông Hải này. Ngươi mà làm ta bị thương thì chính là đối đầu với cả Đông Hải. Trần gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thả ta ra, ta sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng phát sinh. Bà già thượng quan Nạp La đó cũng biết sinh đấy, nhưng đáng tiếc chất lượng chẳng ra làm sao. Tiền bối, ngài biết mẹ tôi sao? Mẹ ta là người phụ nữ quyền lực nhất Đông Hải này. Ngài muốn gì mẹ ta đều sẽ cho. Tha mạng. Hại chết nhà người khác, còn bản thân thì sống trong nhung lụa. Công bằng ở đâu? Được rồi. Ông chủ hoàng, cứu mạng. Ta là Trần Tứ Hải đây. Thả Trần Tứ Thiếu ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trả cho ngươi, ngươi giết Trần Tứ Thiếu rồi. Thôi, chết thì cũng đã chết rồi. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Lên. Hay lắm. Nhà ngươi bán phi tiêu à? Nếu đã muốn chết như vậy, ông đây sẽ thành toàn cho ngươi. Lên. Tống Thanh, thuộc hạ của Chiến Thiên Đế. Thiên Dương, Tống Thanh cứu giá chậm trễ, mong Thiên Dương thứ tội. Cái gì? Dương gia? Vậy nội dung tập luyện tối nay tăng gấp 10 lần. Dương. Cô nói hắn là Thiên Dương. Không thể nào, không thể nào. Cô đang đùa tôi đúng không? Kéo xuống. Dương. Sao Dương gia đến Đông Hải cũng không báo với tôi một tiếng thế? Để tôi còn chuẩn bị chu đáo đón tiếp ngài chứ. Chuyện này dài lắm, cô dẫn theo anh em thu dọn cục diện đi. Tôi đi trước. Dương gia, đợi tôi với. Cái này... Không sao, hai người cứ yên tâm. Không được, tôi phải gọi cho ba tôi. Không sao mà, yên tâm đi, không cần gọi đâu. Tất nhiên là lo chứ. Anh vô tình gọi đến. Alo, anh vô tình. Anh không sao chứ? Không sao, chút chuyện nhỏ thôi mà, đừng lo lắng. Nhưng mà bây giờ em... Không nói nữa, đợi lát tôi đến tìm mọi người. Alo, anh vô tình. Sao rồi? Lần này yên tâm rồi chứ? Tôi... Đi thôi. Nhưng nhờ anh đấy. Cứu mạng với. Cứu với. Thả tôi ra. Cứu mạng. Kẻ nào dám làm hỏng chuyện tốt của ông, ban ngày ban mặt. Ta còn tưởng chỉ có trong phim mới xuất hiện cảnh này chứ. Ngươi cũng gấp gáp quá đấy. Lôi báo, võ quán, lôi thị. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn nói, cái mạng nhỏ này của ngươi hôm nay không giữ được rồi. Tiểu tử, muốn giết ta? Ngươi không biết sức mạnh của ta sao? Thú vị. Đây là lần đầu tiên ta gặp được một kẻ có nội công ở Đông Hải này. Đây là chiêu mạnh nhất của ngươi sao? Thật khiến người ta thất vọng. Ngươi. Tiểu tử, võ quán Lôi thị ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Võ quán Lôi thị. Được, vậy ta giữ cái mạng này của ngươi. Hy vọng võ quán Lôi thị các người có thể cho ta một kinh hỉ. Liễu Thanh Thanh, Thiên Kim Liễu gia. Không sao chứ? Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không chỉ sợ là... Cô không sao rồi, yên tâm đi. Cần tôi giúp cô liên lạc với người nhà không? Không cần đâu, anh đưa tôi đến tập đoàn Dương Long là được.
Cô gái này sẽ khiến người khác rất tự nhiên. Nhưng sao lại là tập đoàn Dương Long? Liễu tiểu thư, tôi còn có việc bận, không tiễn cô được. Anh đã cứu tôi mà. Tôi nhất định sẽ bảo ba tôi báo đáp. Ba tôi là cổ đông thứ hai của tập đoàn Dương Long đó. Cổ đông thứ hai? Tôi chỉ biết cổ đông thứ nhất của Dương Long, Mạc Mộ Đông. Ba tôi tên Liễu Dân Đông. Liễu Dân Đông. Được rồi, đi thôi. Tiểu thư mất tích cả một ngày mà giờ ngươi mới báo, tìm không thấy. Cút. Liễu gia chủ bớt giận, người tốt ắt có quý nhân. Con gái của ngài nhất định đang ở một nơi an toàn. Lẽ nào là ông động tay? Liễu gia chủ đừng nói vậy chứ. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật đấy. Loại chuyện bắt cóc hay gì đó cũng không thể đích thân ra tay được. Bạc gia chủ, có gì ông cứ nói thẳng. Tôi nói ông biết, Thanh Thanh là đứa con gái duy nhất của tôi. Nếu nó xảy ra bất cứ chuyện gì, ông đừng hòng sống yên. Liễu gia chủ đừng quá kích động. Để tôi giới thiệu cho ông một người, võ chủ của võ quán Lôi Thị, Lôi Hổ, công phu rất cao, một chấp mười. Lôi Hổ, võ quán Lôi Thị. Như này đi, ông chuyển nhận hết toàn bộ cổ phần ông đang giữ cho tôi. Chuyện con gái ông, tôi sẽ bảo cậu ta đi điều tra, nhất định sẽ điều tra một cách rõ ràng. Không phải thường ngày ông hay cười nhạo tôi lắm sao? Tiếp tục đi chứ. Được, cứ làm như lời ông nói. Nhưng mà tôi muốn đích thân nghe thấy giọng nói của Thanh Thanh. Được, cái này tất nhiên là được. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Thằng nhóc lôi báo này đang làm cái gì thế? Sao lại tắt máy? Chuyện gì vậy? Không sao, không sao. Bạc gia chủ không sao. Võ quán Lôi Thị làm việc, ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Không sao, không sao. Ba! Thanh Thanh, không thể nào. Rõ ràng, sao cô ta lại ở đây? Con không sao chứ? Con không sao. Chuyện này là thế nào? May mà có vô tình. Nếu không, con gái sẽ không bao giờ được gặp lại ba mất. Cậu thanh niên, cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp. Liễu mổ, vô cùng cảm kích. Bạc gia chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Duyên phận đúng là kỳ diệu thật. Nhãi con, sao ngươi vẫn còn sống? Hoàng Phát Tài đúng là tên phế vật. Lẽ nào cậu thanh niên này cũng có thù với Bạc Mộ Đông? Xem ra kế hoạch của ai đó lại thất bại rồi. Còn không mau cút, ở đây đợi tôi mời ăn cơm mà. Liễu gia chủ, ông đừng có vội đắc ý. Cẩn thận sau này phải quỳ xuống cầu xin tôi. Nội công mạnh mẽ, không tồi. Được lắm. Tên nhảy chết tiệt. Xem ra thằng em trai bất tài kia của ta đã bại trong tay ngươi rồi. Võ chủ Lôi, không cần phí lời với hắn. Chỉ dựa vào cậu, nhất định sẽ bắt được hắn. Bắt được rồi thẩm vấn tiếp. Đó là tất nhiên. Vừa nãy tôi chỉ mới sử dụng 4 phần công lực. Luôn có những người đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Nói gì? Ngông cuồng. Vừa nãy là chiêu mạnh nhất của ngươi rồi đúng không? Xem ra hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học. Nội công đỉnh phong. Buồn cười, trong mắt ngươi chắc cũng chỉ biết nội công thôi. Trước khi ta ra tay thì ông nên biết điều, nói chuyện tử tế đi. Ta chỉ có một đứa con trai, nó cũng bị ngươi giết chết rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Giao cổ phần công ty của ông ra đây, ta cho ông cơ hội tiếp tục sinh con trai. Ngươi như này là muốn mạng ta, có đưa không? Ta đưa, ta đưa. Lấy hợp đồng qua đây, nhanh. Cút. Sát thần từ nơi nào đến đây, thật lợi hại. Ta có thể đi chưa? Tôi có thể thả ông đi. Nhưng Liễu gia chủ có chủ đích gì thì không liên quan đến ta. Ngươi. Bạc gia chủ, Liễu mổ tôi là một doanh nhân chân chính, sẽ không lợi dụng tư thù. Người đâu? Đem chứng cứ ta thu thập những năm vừa qua giao hết cho cảnh sát. Dân. Bạc gia chủ, đây chính là báo ứng.
Tiêu rồi, tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi. Chủ nhân, tư liệu về chiến vô tình đều ở đây hết ạ. Thì ra tên súc sinh đó biến mất bao năm nay là đi làm binh lính hả? Hắn nghĩ có quân đội chống lưng là có thể đối đầu với ta được sao? Ngu xuẩn. Trần gia ta là bá chủ Đông Hải, muốn diệt môn chiến vô tình dễ dàng giống như giết một con chó con mèo vậy. Năm đó khi giết tiện nhân kia, ta nên diệt cỏ tận gốc mới phải. Tôi đã chuyển lời của ngài đến Khương trưởng lão rồi ạ. Khương trưởng lão nói phải tham gia mấy buổi họp xong thì mới trở về xử lý chuyện của ngài được. Nhưng ta một ngày cũng không muốn nhiều lời với ông ta. Thôi bỏ đi, cứ để cho ông ta ăn chơi thêm mấy ngày. Chuyện tứ thiếu mất tích điều tra thế nào rồi? Tôi vẫn chưa tra được ạ. Không không, sắp xong rồi ạ. Con trai, là ai đã làm con thành ra thế này? Mẹ phải khiến hắn sống không bằng chết. Tôn Hạ Đình, đừng khóc nữa. Ta nhận được thông báo quân đội Thiên Dương và phần tử khủng bố cũng có mặt ở Tử Nhân Cát, nên Tài Luân mới bị liên lụy vào. Tôn phu nhân, quân đội không phải nên bảo vệ an toàn của bách tính sao? Tôi muốn tố cáo quân đội với tòa án. Bà có biết phần tử khủng bố đều là người của Bạc gia không? Bạc Mẫu Đông đêm hôm qua đã bị bắt nhốt rồi. Giờ bà hỏi thử xem con trai bảo bối của bà nó có tham dự vào đấy không. Ông là đồ vô lương tâm. Tài Luân là con trai ruột của ông đó. Ông không làm chủ cho nó thì thôi, giờ còn đánh tôi. Con hư tại mẹ mà. Gia chủ, bên ngoài có người tìm gặp, nói là chủ nợ của thiếu gia đến đòi nợ. Đến đòi nợ sao? Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Cao thủ của Tôn gia mấy người chết hết rồi à? Tôn quản gia, hỗn xược, Tôn gia là võ quán thế gia, sao ngươi có thể tùy tiện bôi nhọ? Đầu năm nay mấy kẻ không biết trời cao đất dày đúng là nhiều. Ngươi không biết chữ chết viết thế nào đúng không? Lưu Song Long, võ sĩ. Chỉ dựa vào các người, gọi gia chủ các người ra đây. Ngôn cuồng, dựa vào ngươi cũng muốn gặp gia chủ chúng ta. Nhớ kỹ, hôm nay người giết ngươi chính là đội trưởng hộ vệ Lưu Song Long ta. Hỗn xược, ta là quản gia của Tôn gia đấy. Quản gia. Đừng đánh, đừng đánh. Đánh nữa sẽ ngốc đó. Muốn súng thì phải nghe lời. Ta hỏi câu nào, các ngươi trả lời câu đấy. Dân dân dân. Tôn gia của mấy người bao năm qua có từng tiếp xúc qua hai cao nhân, một vị dùng đao, còn một vị am hiểu khinh công không? Cao thủ trong nhà, trừ Tôn gia chủ ra thì chỉ có hai chúng tôi. Tôn gia cũng không lớn, trước giờ ta chưa từng thấy vị nào như ngươi bảo. Bọn hắn không hề nói dối, xem ra Tôn gia không hề tham gia vào sự tình năm đó. Nếu đã vậy, chuyện của Tôn gia dừng lại đây thôi. Đồ đàn bà độc ác, phụ nữ Tôn gia mấy người được dạy đâm lén người khác sao? Ngươi nói, có phải vết thương của con trai ta là ngươi làm không? Tự làm tự chịu. Quả nhiên là ngươi. Ta nói ngươi biết, cho dù võ công ngươi có cao cường thì đã sao nào? Người này chặn được Lưu Song Long rất dễ dàng. Với thực lực của hắn ở trong quân đội cũng là một nhân vật ưu việt, sao lại để ý đến Tôn gia mình chứ? Ở Đông Hải này, ta có hàng nghìn hàng vạn cách để khiến ngươi sống không bằng chết. Thằng nhãi con ngươi cứ đợi đấy. Ngươi câm miệng ngay. Đồ đàn bà không biết tốt xấu. Bà không muốn sống, nhưng bọn tôi vẫn muốn đấy. Cẩu nô tài, dám đánh ta. Có tin ta bảo Hạ Hiên giết hết đám người các người. Tôn Hạ Hiên còn không lo được cho bản thân mà còn dám lấy ra dọa chúng tôi. Ông đây sớm đã muốn đánh chết bà rồi. Bỏ mặc vợ con, xem ra Tôn gia cũng không cần tồn tại nữa. Không ai được uy hiếp chiến dịch Thiên Dương ta. Tình đó rốt cuộc là thế nào? Mọi chuyện đã như này, không bằng giờ chuồn trước. Gia chủ Tôn gia này đến mặt mình cũng không nhìn, đã hèn nhát bỏ chạy rồi. Đúng là nhân tài. Tôn gia chủ định đi đâu mà gấp gáp thế? Là tôi sai. Ngài có yêu cầu gì xin cứ việc nói ạ. Hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Alo em gái, chuyện gì thế? Anh,
Không phải đã nói hôm nay anh sẽ cùng em đến tham dự tiệc sinh nhật của chị Tuyết Đình sao? Mau đến đây đi. Cứu tinh đến rồi. Được, được, được. Anh đến ngay. Đây Quý Vũ, cứu tôi với. Cứu tôi với. Có chuyện gì? Ngài đến đúng lúc quá. Kẻ đó muốn giết chết tôi. Nếu ngài mà đến chậm một tí, sợ rằng tôi mất mạng rồi. Vũ Trí Thông, có chuyện này sao? Dẫn ta đi xem. Kẻ nào lại có lá gan đó, ban ngày ban mặt dám bắt nạt võ quán ở Đông Hải ta? Chính là kẻ đó. Hắn ỷ thế hiếp người, vô duyên vô cớ chạy vào nhà tôi, còn muốn đuổi cùng giết tận tôi. Người đâu? Vừa mới ở đây mà. Người đâu? Ông đang trêu tôi đấy à? Ông đang trêu tôi đấy à? Các vị khách quý, cảm ơn mọi người dù bận rộn nhưng vẫn đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Hoan nghênh mọi người. Đẹp quá. Đây là lần đầu tiên em được tham gia một bữa tiệc như này đấy, chị Tuyết Đình. Hôm nay chị xinh quá. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn quà của em. Tuyết Đình, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn lời chúc của anh. Người đó là ai vậy? Tuyết Đình thấy hắn lại vui vẻ đến vậy. Không lẽ là bạn trai? Nhìn gương mặt này lạ nhỉ. Nhà hắn có tiền lắm sao? Hắn tên Chiến Vô Tình, là anh trai của học sinh Tuyết Đình. Vừa mới giải ngũ, giờ Tuyết Đình bị hắn mê hoặc đến mụ mị rồi. Thì ra chỉ là một tên nghèo nàn. Ánh mắt của chị Tuyết Đình cũng tệ quá. Một kẻ mới giải ngũ sao mà xứng với chị ấy được? Tùy tiện lấy một người theo đuổi chị Tuyết Đình ra cũng có thể đè bẹp được hắn. Em thật sự rất vui. Vũ Thiên Long, khốn kiếp, dám tiếp cận Tuyết Đình. Tuyết Đình, anh có chuyện muốn nói với em, có thể đi theo anh không? Có lời gì không thể nói luôn ở đây sao? Cũng được. Cậu mau chóng tránh khỏi chỗ này. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Tuyết Đình. Nhìn kìa, là Vũ Thiên Long, em trai của đại quý Vũ Di Thông. Lại là người theo đuổi Tuyết Đình. Sắp có kịch hay xem rồi. Nghe nói Vũ Thiên Long này đã từng đánh trọng thương một người theo đuổi Tuyết Đình. Không phải chứ Vũ Thiên Long, anh có ý gì vậy? Tôi cho anh biết, anh Vô Tình sẽ không đi đâu hết. Cậu chính là Chiến Vô Tình? Là tôi, sao vậy? Nghe nói cậu rất biết đánh nhau. Ngay cả Mạc Trưởng Thôn và Tây Phong Liệt cũng bại dưới tay cậu. Nhưng cậu phải biết, Mạc Trưởng Thôn và Tây Phong Liệt đối với tôi mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Vậy thì đã làm sao? Tốt nhất cậu nên biết thức thời. Ở trước mặt phụ nữ, mất mặt còn đáng sợ hơn cái chết. Hôm nay tôi lười động tay. Tuyết Đình, anh thật sự có chuyện muốn nói với em. Đi theo anh một lát. Cô ấy từ chối ngươi rồi. Mời rời khỏi đây. Cái gì? Dám bảo tôi rời khỏi đây? Hắn ta không cần mạng nữa à? Đây là muốn đánh nhau cùng với Vũ Thiên Long mà. Bạn của chị cũng trâu bò quá đấy. Chị nhìn sắc mặt của Vũ Thiên Long kìa, muốn giết tên kia luôn rồi. Tính khí hắn chính là như vậy. Không nhìn ra thằng nhóc cậu cũng mạnh phết đấy. Xem ra cậu muốn đối đầu với tôi. Vậy thì đã sao? Cậu biết tôi là ai không? 18 tuổi trở thành thiếu quý. Súng đạn tôi bắn còn nhiều hơn cơm cậu ăn. Còn nữa, tôi đã tham gia thực chiến ở môi trường khắc nghiệt nhất. Bây giờ cậu còn muốn khiêu chiến tôi không? Ngại quá. Lần đầu tiên đánh nhau mà tôi thấy có người báo cáo lý lịch như vậy. Nằm trên giường bệnh hối hận cho lão tử đi. Dừng tay. Không biết không có tội. Tối hôm nay là sinh nhật của tiểu tử. Hai vị có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện sao? Nếu chú Ôn đã nói vậy thì chuyện này coi như bỏ qua. Thiên Long, cậu càng ngày càng có tiền đồ rồi. Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến đại quý Vũ nhé. Tốc độ lật mặt đúng là nhanh thật. Nếu mắt hiểu chuyện bằng một nửa hắn ta thì mình đã cho cậu ta tự dẫn quân rồi. Cậu chính là Vô Tình. Mất tích nhiều năm như vậy, giờ đã là đại nhân rồi. Ôm đại ca, tôi đến hơi muộn. Đình Đình ngày càng xinh đẹp nha. Sao lại là ngươi? Ngươi ở đây làm gì?
Đây không phải nhân tài bỏ vợ bỏ con để chạy trốn sao? Đừng ngậm máu phun người. Ta nói người biết, đất nước này có pháp luật hẳn hoi. Đừng tưởng bản thân biết chút võ công là có thể vênh mặt tận trời. Chuyện gì đây? Người bạn này của chị còn chọc đến cả Tôn gia. Không lâu trước Tôn Tài Luân có trêu chọc bọn mình. Lẽ nào các vị, kẻ ác nhân ác đức này đã nhân lúc tôi không ở nhà mà đánh lén vào nhà tôi. Long đệ, loại người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Tôi đã đồng ý với chú Ôn là sẽ không ra tay rồi. Nhưng mà cậu phải quỳ xuống xin lỗi Tôn gia chủ đây. Tôi sẽ thay ngày ấy bỏ qua cho cậu. Vũ Thiên Long, anh đừng có quá đáng. Tuyết Đình, em phải biết hai nhà Tôn Vũ có giao tình bao lâu nay. Cho dù anh trai anh ở đây thì anh ấy cũng sẽ làm vậy thôi. Em hiểu không? Đúng. Nếu hôm nay không phải hắn chạy nhanh thì người tưởng hắn đã là anh trai cậu rồi. Còn không mau quỳ xuống, không thì sao? Tôi vẫn luôn kiên nhẫn với cậu. Đừng không biết điều mà khiêu khích tôi. Thiên Long, hôm nay là sinh nhật của tiểu nữ, cậu đừng làm loạn như thế. Chú Ôn, hôm nay chú cứ coi như chưa nhìn thấy gì cả. Tổn thất của Ôn gia hôm nay cứ tính lên người con. Không cần nhiều lời, chuyện này giải quyết trong chốc lát là xong. Đúng là to mồm, đừng thêm dầu vào lửa. Giờ cố chấp đối đầu chỉ đổi lại thân tàn tật. Kẻ ngốc cũng biết chọn cái nào. Anh là phú nhị đại nhà nào? Khương Gia Đông, con trai Khương gia chủ. Tại hạ bất tài, chỉ biết dựa vào năng lực của bản thân để trở thành chủ quản cho một khách sạn tư nhân. Rác rưởi, ngay cả phú nhị đại cũng không phải mà cũng dám bắt chuyện với bà đây. Cô cũng thẳng tính thật đó. Đương nhiên, anh hay là thôi đi. Anh vô tình không cần chấp nhận với hắn đâu. Hai người yên tâm, từ nay về sau hắn sẽ không dám quấy rầy mọi người nữa. Hắn sẽ chỉ biết kính cẩn với anh thôi. Người đâu, mau gọi điện thoại thông báo cho đại quý vũ bảo ngày ấy nhanh đến đây. Dân, tôi rất bội phục sự to gan của cậu đấy. Có thể được thưởng thức võ thuật của vũ gia bọn ta là vinh hạnh của cậu. Đã kém cỏi còn tự tin như thế, thú vị. Nào thử coi. Võ thuật vũ gia, đây không phải cuốn võ thuật tám phép thông thiên mà mình đưa cho hắc y hội sao? Tám phép thông thiên không phải dùng như này. Ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi chỉ biết trốn. Cái chiều quét đất này của ngươi luyện ở đâu ra vậy? Ngươi chỉ biết trốn à? Lại đi. Sao lại như thế? Vũ Thiên Long căn bản kém xa hắn ta, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Xem ra mình phải chuồn trước thôi. Đại quý vũ, sáng hôm nay người chạy trốn chính là kẻ đó. Giờ hắn đang đánh em trai ngài đấy ạ. À, sao người này nhìn quen mắt vậy? Kỳ lạ, đó không phải bộ lễ phục mình nhờ quan hệ cống tiến cho Thiên Dương sao? Không tốt. Thiên Long dừng tay. Thủ hạ quản giáo em trai không tốt, tội đáng muôn chết. Anh vô tình lợi hại như vậy sao? Hắn biết thân phận của mình nhưng lại không dám nói ra, mà chỉ xưng là thuộc hạ. Ngươi cũng thông minh lắm. Đại quý vũ vậy mà quỳ xuống với tên đó, rốt cuộc hắn có thân phận gì? Dương đại nhân, vũ gia luôn một lòng trung thành với ngài, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ. Anh đang làm gì vậy hả? Câm mồm. Không biết tốt xấu. Đại nhân, xin hãy tha cho em trai thần một mạng. Nếu không được, thần nguyện mạng đổi mạng. Được rồi, hôm nay biểu hiện không tệ, lần này ta sẽ bỏ qua, dọn dẹp chỗ này rồi biến đi. Đa tạ đại nhân tha mạng. Sự việc hôm nay bất ngờ, không đón tiếp thật chu đáo. Chúng ta đến phòng khách ôn lại chuyện cũ đi. Nếu đã vậy thì đành làm phiền chú. Là ngươi xúi giục em trai ta ra tay đúng không? Đại quý vũ, không liên quan đến tôi. Ngài muốn làm gì? Muốn làm gì? Không nghe rõ sao? Dọn dẹp sạch chỗ này đi. Đồ phế vật, vũ gia ta suýt chút bị diệt vong trong tay ngươi rồi. Đại quý vũ, đại quý vũ, tôi sẽ đưa hết tài sản cho ngài. Đưa hết cho ta. Hèn nhát vô dụng, ngươi cũng xứng làm võ quan. Chuyện này là sao? Anh, rốt cuộc hắn là ai? Là Dương gia. Sao cơ?
Dương. Dương gia. Anh, phải làm sao bây giờ? Em phải tính sao? Xem ra, chỉ có thể tìm cơ hội đến bồi tội với ngài ấy thôi. Dân dân. Chú Ôn, con vừa mới về, vẫn chưa kịp đến bái phỏng chú. Ta cũng già cả rồi, có gì đáng để bái phỏng chứ? Chủ yếu là đám trẻ các con phải giao lưu nhiều hơn. Ba! Để hai bọn ta nói chuyện một lát. Hai đứa ra ngoài chơi đi. Con biết rồi, tạm biệt anh vô tình. Chú Ôn có gì muốn nói với con sao? Vô tình à? Chuyện này liên quan đến sự tồn tại của Ôn gia. Mong con có thể cứu giúp Ôn gia ta lần này. Chú Ôn ngồi xuống đã. Được. Chú Ôn không cần phải như vậy. Trước hết chú kể chi tiết mọi chuyện cho con nghe đã. Nếu có thể giúp, con sẽ làm hết mình. Nói ra sợ con chê cười, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Hạn ngạch lần này thật sự quá lớn so với thương nhân Đông Hải. Thị trường lớn như vậy, anh ăn nhiều hơn một chút thì tôi phải bớt lại một miếng. Nên thường xảy ra chuyện anh sống tôi chết. Người cầm đầu đứng phía sau còn đặt ra một quy định, phần hạng ngạch này sẽ tổ chức 3 năm một lần, lấy thứ hạng đấu võ để quyết định thị phần. Đúng là quy định thú vị. Nhưng mà nếu ông gia thua, không bớt được một phần gánh nặng về hạng ngạch sao? Không đơn giản vậy đâu. Chú đã cố hết sức để giảm thị phần lần này, nhưng có một số người vẫn không chịu buông tha cho ông gia. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chú chỉ có con đường chết. Chú vốn dĩ muốn liên hợp với Trần gia, nhưng Trần gia cũng là một gia tộc lòng lang dạ sói. Nếu chuyện hạng ngạch này quan trọng đến vậy, vậy không phải tất cả cao thủ ở Đông Hải này đều tham gia sao? Đúng vậy. Tập võ thường rất tốn kém, nên ít ai có thể trụ được lâu dài. Đây chính là cơ hội hiếm có để kiểm tra các cao thủ lần này. Vậy con sẽ thay Ôn gia đi tham gia cuộc thi lần này. Cảm ơn con, vô tình. Hai người họ đang nói gì thế? Không nghe thấy gì hết. Không lẽ đang thảo luận hôn sự của hai người? Kết hôn? Tuyết Đình muốn kết hôn với vô tình sao? Tại sao mình lại đột nhiên thấy buồn thế này? Ra đây. Ngươi đang làm gì? Chú mèo nhỏ gợi cảm, bừng cháy trong đêm, dâng lên tận cửa, đảm bảo hài lòng. Hồ nháo. Chuyện lần trước ta bảo ngươi điều tra, thế nào rồi? Ngài bảo tôi điều tra cao thủ dùng dao đó, tôi đã tra ra rồi, là gia chủ của võ quán Lôi Thị, Lôi Thiên Đao. Lôi Thiên Đao. Giết chết hắn. Bạc Mậu Đông, Lôi Thiên Đao. Lôi Thiên Đao. Lôi kéo ông ra ngoài này, cũng tốn không ít sức đấy. Tôi còn tưởng là Lôi Báo đến đón tôi. Sao vậy? Nhanh như vậy đã xuất quan rồi. Lão Tam bị phế, Lão Nhị bị thương, chết trong bệnh viện trong tù. Trừ tôi ra, còn có ai nữa? Cái gì? Lôi Hổ chết rồi. Chiến vô tình, người giết anh em ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Được, hai chúng ta cùng hợp lực giết chết tên khốn Chiến vô tình kia. Sau đó sẽ một lần nữa làm bá chủ Đông Hải. Anh em tốt, đi, về tham dự tiệc xuất quan của ta. Được. Đi. Lão đại, theo như tôi tìm hiểu được thì hôm nay Lôi Thiên Đao sẽ tổ chức tiệc xuất quan ở đây. Là khách sạn Thiên Đô. Ta đã quá chướng mắt với sản nghiệp của Trần gia rồi. Ngày mai ta không muốn nhìn thấy nơi này nữa. Dân, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Đợi đã. Mắt đô. Tên ngốc đó chậm chạp, lát nữa mới tới. Được, đi đi. Các vị khách quý, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến tham dự tiệc xuất quan của Lôi Mổ. Lôi Mổ thật sự rất vinh hạnh. Lôi gia chủ khách sáo quá, năng lực của ngài không ai sánh bằng. Vì sao mấy nhà chúng ta còn phải dựa vào ngài nhiều? Các vị khách khí quá. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, xây dựng Đông Hải lớn mạnh. Nào, cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Lôi Báo bắt cóc con gái mình, Lôi Thiên Đao còn có mặt mũi mời mình đến đây. Liễu gia chủ, tôi có ý muốn gia nhập cổ phần của tập đoàn Dương Long. Nhân dịp buổi tiệc hôm nay, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác lại lần nữa. Thế nào, đây là cơ hội hiếm có khó gặp đó Liễu gia chủ. Liễu gia chủ, ngài sắp phát tài rồi. Chuyện quá khứ thì cứ để cho nó trôi qua. Lôi Thị là võ quán, mà Liễu Mổ ta chỉ là một doanh nhân. Hai chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi.
Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Luôn luôn dòm ngó quyền lực của người khác, đúng là tham lam. Liễu gia chủ lâu rồi không gặp, khẩu khí của ông cũng lớn phết. Sao ông lại xuất hiện ở đây? Không phải ông nên ở trong tù sao? Giờ ở Đông Hải này, có chuyện gì mà Lôi gia chủ không xử lý được chứ? Tôi cho ông hai lựa chọn. Một là giao ra Dương Long, hai là chết. Ba, 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 ba không sao chứ? Tôi xem các người ai dám động vào ba tôi. Người nắm giữ nhiều cổ phần Dương Long nhất không phải tôi. Mấy người nhầm người rồi. Ai nắm giữ cũng như nhau, chẳng qua chỉ là bảo quản thay ta mà thôi. Ngược lại con gái ngươi nhan sắc không tồi, nếu để cô ta bồi ta mấy đêm, có khi ta có thể xem xét tha cho Liễu gia các người. Nằm mơ. Vô vị. Xem ra các người vẫn chưa hiểu hết về sự khủng bố của cao thủ nội công rồi. Điều khiển ngoại lực, lẽ nào đây là sức mạnh của cao thủ nội công? Hay hay hay, đặc sắc, đặc sắc. Công lực của gia chủ Lôi bây giờ chính là ngang bằng với ba ta rồi. Không biết ai sẽ hơn ai. Thì ra là Trần Tam thiếu gia đến. Trần Hạ Sơn, con trai thứ ba của Thượng Quan Đạp La. Sao tôi có thể so với ba cậu được? Đây là chút nhân sâm nghìn năm, gia chủ Lôi xin hãy nhận lấy. Ta đến không muộn chứ? Chưa bỏ lỡ trò hay gì đâu nhỉ? Không có, không có. Vị mỹ nữ này là Tam thiếu đã có quà tới đây. Ta cũng không biết chiêu đãi cái gì. Hay là tặng vị mỹ nữ này cho Tam thiếu, cậu thấy sao? Gia chủ Lôi nói thật sao? Nhưng một mình ta chiếm dụng thì cũng không được hay lắm. Cho dù ta có chết, cũng không bao giờ giao Thanh Thanh cho các người. Không biết tốt xấu, vậy ông đi chết đi. Anh vô tình, anh đến rồi, mau cứu ba tôi với. Một mạng người mà bị các ngươi đẩy tới đẩy lui, tính mạng của một người mà các ngươi coi nhẹ thế sao? Trên thế giới này có hai loại người. Trần Hạ Sơn ta đây vừa sinh ra đã mệnh cao quý, mà chúng chỉ là đám cỏ rác, giết chết thì đã sao? Mệnh cách cao quý, xem ra ngươi vẫn chưa biết ta là ai. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi nghe rõ đây. Cả cái Đông Hải này là của Trần gia ta, ngay cả khách sạn Thiên Đô này cũng là mẹ ta tặng cho ta. Ở trước mặt ta, ngươi chả là cái thá gì cả. Chiến vô tình. Cái gì? Hắn là Chiến vô tình. Đường suôn sẻ thì ngươi không đi, đường gập ghềnh thì ngươi lại đến. Hôm nay có gia chủ Lôi và Tam thiếu ở đây, ta không tin ngươi có thể chống cự phong ba này. Cái gì? Ngươi là Chiến vô tình. Tam thiếu đừng hoảng, có tôi ở đây, chẳng lẽ hắn còn có thể động vào được cậu? Vậy phải cảm ơn gia chủ Lôi nhiều. Nghe chưa, Chiến vô tình, còn không mau quỳ xuống xin ta tha mạng. Nói không chừng lát nữa ta vui vẻ sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu ta mà quỳ xuống, chỉ sợ tòa nhà này không trụ nổi. Nực cười. Khách sạn Thiên Đô là của Trần gia, đã xây dựng mười mấy năm tại Đông Hải này. Cho dù ngươi có chết thì nó cũng sẽ không đổ. Vậy thử xem. Lão đại, thủ tục đã hoàn thiện xong, đang bắt đầu sơ tán người xung quanh. Sơ tán cái gì? Ngươi còn dám phét lác? Tam thiếu đừng gấp, đợi cứu binh của hắn đến quỳ xuống trước mặt tôi, hắn sẽ biết vì sao chúng ta lại lớn mạnh như bây giờ. Đúng, đợi lát nữa hắn quỳ xuống đây khóc lóc cầu xin. Đúng là quá thú vị, vẫn là gia chủ Lôi biết chơi. Vậy ta sẽ cho tên này thêm một cơ hội. Dám chỉ ta đúng chứ? Hình như ngươi hiểu nhầm một chuyện rồi. Ngươi thật sự nghĩ hắn ta có thể bảo vệ ngươi sao? Không được tổn thương Tam thiếu. Cho dù là Lôi Thiên Đao hay là Bạc Mộ Đông, bao gồm cả tòa nhà này, đều vô vị. To gan, năng lượng lớn mạnh quá. Không ngờ Chiến vô tình ngươi lại có thuộc hạ cao thủ như này. Nhưng cũng ngăn nhau mà thôi. Ngươi đừng hiểu lầm, bởi vì lão đại có chuyện muốn hỏi ngươi nên ta mới giữ lại mạng cho ngươi thôi. Một cao thủ như ngươi sao phải lẻo đẻo chạy theo Chiến vô tình làm gì? Hắn có thể cho ngươi cái gì? Nếu ngươi và ta liên thủ, Trần Bá Đạo cũng chả là cái thá gì cả. Cả Đông Hải này đều sẽ thuộc về chúng ta. Sao ngươi mơ đẹp thế? Được, nếu ngươi cũng là một cao thủ nội công thì chuyện này cứ coi như bỏ qua đi. Đám người các ngươi luôn tự nhận mình là mệnh cách cao quý, nhưng thật ra cũng chỉ là đám người dùng bạo lực lập nên quy tắc. Đến khi các ngươi thấy bản thân không chiếm được lợi ích nào, các ngươi sẽ lộ ra bộ mặt còn kinh tởm hơn cả tiểu nhân. Gia chủ Lôi, ông cần gì phải thỏa hiệp với tên đó? Ông cần phải báo thù cho tôi đây này. Tiểu tử, ta đã giết rất nhiều người bằng đao pháp của mình, ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Người đâu?
Đau. Vô tình, cậu nhất định phải cẩn thận. Cái mạng già này của ta chết cũng không sao, nhưng Thanh Thanh nó vẫn còn nhỏ. Bác Liễu không cần lo lắng. Một đám sắp chết mà thôi, không lật trời được. Tên này có bị ngu không thế? Đại sư trước giờ chưa từng dễ dàng lấy đao ra như vậy. Gia chủ Lôi vẫn luôn ôn hòa, nay thuộc hạ của Chiến Vô Tình ngông cuồng như thế, nhất định phải trừng trị. Chỉ cần vượt qua được kẻ cường tráng kia, nắm thóp được Chiến Vô Tình thì tất cả mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Yên tâm, Mark sẽ không ra tay. Ngươi dám vũ nhục ta? Được, hôm nay ta sẽ phải khiến các ngươi quỳ xuống đây gọi ta là ba. Lôi Thiên Đao, hình như ngươi vẫn chưa biết bản thân đang đối mặt với ai nhỉ? Đi chết đi. Hắn có thể tay không chặn một đao này. Ngươi là tôn sư, vậy thì cũng không thể thắng ta được đâu. Hình như ngươi vẫn chưa biết bản thân đang đối mặt với ai. Ngươi vừa nói sẽ khiến ta quỳ xuống trước mặt ngươi. Sao có thể? Tha, tha mạng. Đến lượt các ngươi. Đây rõ ràng là sát thần. Sao mình lại muốn ra khỏi tù cơ chứ? Mình không nên ra khỏi tù. Ta đã sớm không vừa mắt ông rồi. Lão già chết tiệt, chết đáng lắm. Tôi biết sai rồi. Giờ vẫn chưa phải lúc ngươi tuyệt vọng đâu. Có ý gì? Lão đại, người đã sơ tán hết rồi, chuẩn bị cho nổ. Đợi lệnh. Gia chủ Lôi, gia chủ Lôi không tốt rồi. Ở bên ngoài có rất nhiều chiến cơ đang vây quanh tòa nhà này. Bọn hắn muốn làm gì? Lẽ nào? Mau chạy đi. Chiến Vô Tình, ngươi biết nếu làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Khách sạn Thiên Đô cũng không có cư dân trú ngụ, đến lúc cần phá thì phá thôi, có thể có hậu quả gì chứ? Vốn dĩ ta cũng không định dùng phương thức thô bạo này đâu. Dù sao thì nó cũng sẽ dẫn đến những chấn động không nhỏ. Nhưng lời của ngươi đã nhắc nhở ta. Ta sẽ ở trước mặt ngươi phá hủy thứ mà ngươi vốn tưởng là của bản thân. Như vậy sẽ vui hơn nhiều đấy. Không không không, đây là tài sản của gia tộc chúng tôi, không thể làm vậy được. Còn muốn về sau hưởng phú quý? Có những người an phận thủ thường cả một đời chỉ vì những kẻ đại hoại như ngươi, mà ngay cả một chút bình yên cũng khó có. Diệt trừ cái ác vẫn nên thực hiện sớm một chút. Không không không, ngươi không thể giết ta. Mẹ ta là Thượng quan Nạp La, ngươi giết ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Vậy ta cho ngươi cơ hội để gọi điện để bà ta đến cứu ngươi, thấy sao? Được. Sơn Nhi. Mẹ, có người muốn giết con. Hắn còn muốn quỷ Thiên Đô. Mẹ biết rồi, con đừng sợ. Đưa máy cho hắn để mẹ nói chuyện. Vâng. Ta không hỏi ngươi là ai, chỉ cần ngươi thả con trai ta ra. Điều kiện tùy ngươi ra. Thượng quan, lâu rồi không gặp. Vậy bà nhảy lầu đi. Dù mạng bà đổi cho con trai, có phải rất công bằng không? Chiến Vô Tình là con trai của tiện nhân đó. Nếu bà đã đưa ra lựa chọn, vậy hãy chuẩn bị hậu sự đi. Đợi đã. Chiến Vô Tình, cậu vẫn còn trẻ. Vì một người đã chết mà làm những việc này thật sự không đáng. Ta có thể cho cậu tiền, cho cậu rất nhiều tiền. Hãy thả con trai tôi ra. Tiền? Tiền thật sự có thể giải quyết mọi chuyện sao? Thượng quan Nạp La, ngày tháng tương lai của bà sẽ chỉ có thể sống trong đau khổ mà thôi. Alo, alo. Chiến Vô Tình, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Đáng tiếc quá, hình như ngươi cũng không được trọng dụng cho lắm. Ta còn có ba. Ông ấy là tôn sư chính đạo. Đời này chuyện xấu gì ngươi cũng làm hết rồi. Còn có gì chưa hài lòng à? Kiếp sau làm người tốt đi.
Sao lại thế này? Rõ ràng mình đã sắp trở thành người quyền quý thượng lưu của Đông Hải này. Có thể cho ta biết lý do không? Ngươi còn nhớ người phụ nữ nhảy lầu vào 10 năm trước không? Ngươi là con trai của Hạ Xuân Vũ. Không ngờ ngươi lại có thể lớn mạnh như hôm nay. Năm đó chúng đoán sai hết rồi. Sai hết rồi. Nếu ngươi đã nhận, vậy thì yên tâm lên đường đi. Đợi đã, trước khi chết, có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi không? Chiến, Dực, Thiên, Dương. Thật là vinh hạnh. Người lợi hại như Lôi Thiên Đao lại có thể bị anh vô tình giết một cách dễ dàng như thế. Xem ra lần này lão đại thật sự tức giận rồi. Vừa nãy nếu không có tôi bảo vệ hai người thì hai người đã sớm chầu Diêm Vương rồi. Cảm tạ. Vì huynh đệ vô tình đó thật lợi hại. Không biết vừa nãy cậu ta nói gì với Lôi Thiên Đao mà có thể làm cho hắn tự nguyện chết đi. Không phải chứ, hai người các người, một gọi lão đại ta là anh, một gọi là huynh đệ, vậy bối phận của chúng ta phải tính sao? Tính kiểu gì sao? Thôi cứ thay phiên gọi vậy cũng được. Lão đại, có thu hoạch gì không? Không có. Để cho Lôi Thiên Đao chết dễ dàng như thế, đúng là lợi cho hắn quá. Chuyện ta muốn biết, cho dù là lên trời hay xuống biển đều sẽ tra ra được, cần gì hắn mở miệng. Lão đại, ngài đi đâu tôi sẽ theo đấy. Vậy không được. Đoạn thời gian này ta phải ở Đông Hải để tham gia cuộc thi hạng ngạch. Cô ở đây xử lý hậu cần đi. Lão đại, ngài như vậy là thiên vị đó. Mấy chuyện cần phải dùng đầu óc như thế thì phải giao cho tôi chứ. Đừng nháo nữa, ngươi có đầu óc lúc nào? Tình dốt nát này, công việc lần này giao cho ngươi đến đâu rồi? Vậy cũng được. Cô gái kia là ai? Sao lại thân thiết với anh vô tình như vậy? Nhà đầu ngốc này sao có thể đối đầu được với người ta chứ. Vẫn là thân già này ra tay giúp đỡ. Vừa nãy ta nghe nói cậu định tham gia cuộc thi phân quyền hạng ngạch. Không sai, tôi đại diện Ôn gia đi thi đấu. Ôn Thanh Sơn đúng là có phúc khí. Lần tham gia này ta cũng sẽ phái người tham gia, do Thanh Thanh dẫn dắt. Như này đi, không bằng hai đứa cùng nhau hợp sức lại giúp đỡ lẫn nhau. Nghe ông nói như vậy thì nơi tổ chức cuộc thi có vẻ rất xa. Không sai, nơi tổ chức thi đấu của cuộc thi này luôn cách xa Đông Hải. Mà lần thi đấu này lại nhất quyết chọn Long Hổ Sơn Trang tại Đông Hải. Võ đài. Lão đại, cho tôi đi với, tôi cũng muốn đánh võ. Cô cũng không biết đường, một mình tôi là được rồi. Tôi sẽ dẫn anh vô tình đến đó an toàn. Ai biết cô sẽ đưa ngã đi đâu chứ. Không cần cô nhọc lòng. Lão đại, anh vô tình, anh, ngài nói xem, ngài dẫn theo ai? Đột nhiên tôi nhớ ra, tôi còn có chuyện cần giải quyết. Lão đại, anh vô tình. Đợi tôi với, tôi cũng đi với mọi người. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Khách sạn Thiên Đô. Trần Bá Đạo, ông còn biết đường về à? Đông Hải sắp thay máu. Trần Bá Đạo đệ nhất cao thủ. Tất nhiên tôi phải trở về. Từ khi súc sinh chiến vô tình kia xuất hiện, hắn đã diệt hết mấy gia tộc lớn, làm cái Đông Hải này đảo lộn hết cả lên. Rất hợp ý tôi. Cuộc thi phân quyền lần này tôi còn phải cảm ơn nó nữa là vì đã cho tôi cơ hội để nắm quyền Đông Hải này. Trần Bá Đạo, giờ đã là lúc nào rồi? Con trai ông chết thảm bởi tình khốn đó, mà trong lòng ông chỉ có sự nghiệp của mình sao? Lẽ nào Hạ Xuân Vũ là bị tôi ép chết sao? Mẹ đừng quá tức giận. Trần Thiên Vũ, con trai cả Trần gia. Thù của các em, con chắc chắn sẽ báo. Kẻ nào, ra đây. Trần ca, là tôi. Mộ Đông, đây không phải chủ tịch của tập đoàn Dương Long sao? Sao ông lại ở đây? Trần ca, ngài phải cứu tôi. Tiểu tử Trần vô tình đó, hắn không phải người. Hắn không chỉ năm lần bảy lượt sỉ nhục tôi. Hắn còn giết cả con trai tôi. Còn nữa, hắn bảo tôi chuyển lời với ngài, nói là cuộc thi phân quyền đó hắn sẽ ở đấy đợi Trần gia ngài. Chắc chắn hắn có âm mưu gì đó. Không sao, ta sẽ đến cuộc thi đó. Nhưng mà, nhưng lời ta vừa nói ông nghe thấy hết rồi? Không, không có, tôi không nghe thấy gì hết. Dù có nghe tôi cũng sẽ không nói cho ai biết. Trần tổng, về sau tôi sẽ phục tùng ngài. Ngài đi trước, tôi theo sau. Tôi sẽ làm mọi thứ. Tôi sẽ luôn tuân lệnh.
Được, anh em tốt. Phụ thân ta sẽ trở thành vương của Đông Hải này, không ai xứng làm huynh đệ của ông ấy cả. Lão đại, tôi nói thẳng nhé, điều tra loại chuyện này tôi thật sự hết cách. Lão đại, người ngài bảo tôi tìm, tôi đã tìm thấy rồi. Ta biết. Giờ tôi sẵn sàng đợi lệnh, ra tay bất cứ lúc nào. Không vội, trở về trước đã. Đợi tham gia xong cuộc thi lần này rồi hẳn ra tay. Lão đại, ngài ôn nhu thật đó. Ôn nhu sao? Ta chỉ là không vội vàng mà thôi. Bởi vì đến hiện tại hắn đã không thể thoát được rồi. Những người khác cứ tiếp tục điều tra, đừng để bị phát hiện. Dương. Dương. Chiến tiền bối, không ngờ ngài lại ở đây. Thật là vinh hạnh quá. Ngươi xứng bắt tay với ta sao? Chiến tiền bối, lui xuống đi, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi. Nếu ngài cần gì cứ gọi tôi đến ạ. Nghe nói anh vô tình đến đây, ở đâu vậy? Dương Vũ Trọng, đại diện Liễu gia. Kỳ thiếu quan hệ rộng, quen biết rất nhiều ông lớn, cô nên bồi họ nhiều hơn chứ. Một tên tiểu nhân thì có gì hay mà bồi chứ. Nếu kỳ thiếu vui vẻ, có thể cho ta bất cứ tài nguyên nào, không phải tốt hơn chiến gì đó gấp trăm lần sao? Anh vô tình, anh vô tình, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Giới thiệu với anh, đây là Dương Vũ Trọng, người đại diện Dương Long thi đấu lần này. Cậu chính là Chiến Vô Tình. Cậu biết đây là đâu không? Biết. Thì sao? Cơ hội hiếm có. Cậu không ra kia mở rộng tầm mắt mà ngồi ở đây làm gì? Thanh Thanh chúng ta rất bận đó, tự tiện đánh giá người khác như vậy. Chuyện gì thế này? Sao mình không động đậy được? Dương võ sư. Kỳ thiếu. Sao nhanh như vậy đã đi rồi? Tôi còn chưa nói chuyện xong với Thanh Thanh mà, tự nhiên lại rời đi như thế. Anh Vô Tình, vị này là kỳ thiếu của giải trí Kỳ gia. Không cần giới thiệu, tôi đối với những kẻ thấp kém không hứng thú. Mọi người nhanh xem, kia không phải là Minh Tinh Thanh Hà sao? Minh Tinh Thanh Hà mới xuất đạo được nửa năm đã nổi danh khắp Đông Hải này. Anh Vô Tình. Đi thôi. Trực tiếp đi sao? Vẫn biết tự lượng sức mình đấy. Thanh Thanh, anh dẫn em đi tìm Thanh Hà để ký tên. Anh rất thân với cô ấy. Cái này... Được thôi. Đi. Tiêu Từ, chủ tịch công ty giải trí Tiêu Thị. Nghe nói Chiến Tôn Sư đang làm ở khách sạn nhà cậu. Hiền đệ phải giúp ta nói tốt một chút nhé. Chiến Tôn Sư một quyền đã có thể giết chết Lôi Thiên Đao, là một nhân vật lợi hại. Tôi hiểu, tôi hiểu. Hiền đệ chỉ cần dẫn ta qua đó, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Dù sao Chiến Tôn Sư cũng là người trẻ tuổi, nói không chừng cũng sẽ thích mỹ nữ đó. Được, vậy tôi sẽ dẫn ông đi gặp ngài ấy. Tiêu Thiên Dương, con trai Tiêu Từ. Nghe nói mấy năm nay Trương Tổng làm ăn không tồi. Đâu có đâu Tiêu Tổng, sao có thể mạnh hơn tập đoàn giải trí Tiêu Thị được. Tiêu Tổng, là tôi, tiểu tề của giải trí Cường Thịnh. Có chút ấn tượng. Sao vậy? Chỗ tôi có một người là fan của ngài, muốn gặp ngài. Nhan sắc tuyệt mỹ đó. Không tồi. Vậy sao có chuyện gì cần giúp, cứ trực tiếp nhắc tên ta là được. Vâng. Em gái, tìm tôi à? Không phải. Đừng ngại. Tiêu Tổng, giữa ban ngày ban mặt làm vậy không hay cho lắm. Quỷ thần thuộc hạ Tiêu gia. Ngươi làm sao? Ngươi có ý kiến à? Tiền bối quỷ thần, ông xuống núi rồi. Không ngờ trên giang hồ này vẫn có người nhớ đến ta. Liễu tiểu thư, tôi xin lỗi. Hiệp ước của tôi và ba cô đến đây kết thúc. Sao cơ? Tiền bối Dương. Liễu tiểu thư, cô đồng ý với Tiêu Tổng đi. Có những người cô không thể đắc tội được đâu. Vô liêm sỉ. Tiêu Tổng, xem ra cô gái này không phải là fan của ngài. Ngài hiểu nhầm rồi. Cô giả vờ ngây thơ gì chứ? Ngươi là ai? Tên này làm việc cho ta.
Ngươi đánh hắn chính là đánh vào mặt ta. Mặt ngươi cũng xứng để ta đánh sao? Ngươi vô tình, thì ra là anh. Lâu rồi không gặp, danh uy của Thanh Hà này rất lớn. Từ khi vào công ty, chưa từng cho ai sắc mặt tốt. Vậy mà hôm nay lại chào hỏi tên vô danh tiểu tốt này. Thanh Hà, lá gan của bạn cô đúng là không nhỏ. Nếu đã quen nhau thì dễ hơn rồi. Giờ cậu chỉ cần xin lỗi nhận sai với Tiêu tổng là mọi chuyện coi như xong. Nhận sai? Quỷ thần tiền bối, cái này, người này mạnh quá. Chả lẽ đến tham gia thi đấu, đám kiến hôi cũng xứng để ta nhận sai? Không thể nào. Tiểu tử mày dám đối đầu với tao, có biết Long Sơn Hổ Trang này là của nhà tao không? Tiểu tổng, tên này dám coi thường ngài, ngài mau đuổi hắn đi đi. Giờ mày lập tức, nếu ngươi còn nhiều lời, tin ta sẽ giết ngươi không? Đau đau đau. Anh vô tình, đừng kích động. Nào Tiêu tổng, chiến tôn sư, có thể ở đây gặp chiến tôn sư là phúc ba đời của tôi. Tôn sư? Ba mình gọi hắn là tôn sư, sao có thể chứ? Chiến tiền bối, vị này là ba của Tiêu Thiên Dương, là lão đại đứng sau của tập đoàn giải trí Tiêu Thị. Tôi không dám nhận chức danh này. Chiến tôn sư, ngài gọi tôi A Tiêu là được rồi. Ba. Ba, vị này là chiến vô tình, tôn sư mới của Đông Hải này. Anh chính là kẻ đã phá vỡ khách sạn Thiên Đô, còn đạp đổ võ quán Lôi Thị nữa. Cái gì? Toi rồi, toi rồi. Không thể sống ở Đông Hải nữa rồi. Thiên Dương, còn không mau gọi chú Chiến. Thái độ gì đấy hả? Còn không xin lỗi chú Chiến? Xin lỗi? Con xin lỗi hắn. Dựa vào gì chứ? Dựa vào hắn mạnh sao? Chỉ là một tên biết võ thuật, có liên quan gì đến sản nghiệp Tiêu Thị chúng ta chứ? Còn Chiến vô tình, cho dù ngươi biết võ thì đã sao? Một tên luyện võ cũng cần tiền để tập, không phải cũng dựa hết vào người giàu bọn ta à? Ta khuyên mày ít lo chuyện bao đồng, chuyện hôm nay coi như kết thúc tại đây. Anh vô tình, sao mày dám đi? Không phải mày muốn giết Thiên Dương? Thiên Dương, con sao vậy? Thiên Dương, Thiên Dương, Tiêu tổng, xin hãy bớt đau buồn. Giết người trong im lặng, sức mạnh của ngài ấy thật sự quá lợi hại. Rốt cuộc đã đến cấp độ nào rồi? Thiên Dương, chiến vô tình, Trần gia tao tìm mày lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tam đệ, tứ đệ, thù của các em, anh đây sẽ báo. Tôi biết rồi Dương gia. Vừa nãy quả thật có người thay đổi thứ tự người thi đấu, đã bị tôi ngăn chặn rồi. Ngăn chặn kiểu gì? Tất nhiên là ngăn chặn theo kiểu vật lý. Có sát khí, chạy đi đâu? Lẽ nào mình nghe nhầm? Chuyện gì? Dương gia, có sát khí. Dù ẩn nấp rất kỹ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được có một luồng sát khí quanh đây. Thú vị. Bắt sống, ta đến ngay. Dân, kịch độc ta đang cầm có thể diệt bất kỳ loại vật nào, vậy mà chỉ làm ngươi ngất đi. Rốt cuộc kẻ này mạnh cỡ nào? Tiếc cho thân thể gợi cảm này sắp chết trong tay ta rồi. Ngươi muốn giết hắn? Ba, ép buộc, cài bẫy, lợi dụng. Ta đã dạy con vô số cách, khiến người ta phải nghe theo. Hắn đang là con cờ để ta điều khiển chiến vô tình, mà giờ con lại muốn giết hắn. Ba, con sai rồi. Là con quá nóng vội, muốn báo thù cho các em. Phải luôn luôn bình tĩnh. Chiến vô tình được định sẵn để khó thoát, để đến ngày mai sau khi cuộc thi kết thúc, cả Đông Hải này sẽ nằm trong lòng bàn tay ta. Vậy ba, tên tráng sĩ này có thể giao cho con không? Cút. Ta nhất định sẽ thẩm vấn tử tế. Dương gia, ngài bình tĩnh, ngàn lần đừng tức giận. Sơn trang này có rất nhiều người dân. Giờ tôi sẽ đi cứu mắt ngay, ngài yên tâm. Dương gia, ngài cười gì thế? Ta không cười.
Cô đến xuất sư biểu, chép phạt 30 lần, rồi hắn cứu mắt. Cái gì? Dương gia, mời. Vẫn còn sớm, giờ ta vẫn chưa phải, không sớm. Dù sao ngài cũng kế thừa vị trí Dương này thôi. Tôi tuyên bố cuộc thi phân quyền hạ ngạch ở Đông Hải năm nay chính thức bắt đầu. Được. Được. Trận đấu đầu tiên, xin mời Chiến Vô Tình, đại diện của Ôn gia. Ta đã sắp xếp hết rồi. Đối thủ của ngươi sẽ là ta. Thái Trần, Thái gia. Ông muốn ta lật trời, đừng có nằm mơ. Hắn không biết Chiến Vô Tình có thực lực tông sư sao? Hắn vẫn luôn ngang tàng vậy đó. Bộ dạng của hắn mà có thực lực tông sư, quỷ mới tin. Trận đấu đầu tiên, đại diện Châu gia sẽ là Tôn Tinh Vũ. Không thể nào, rõ ràng đã sắp xếp hết rồi. Trận đấu bắt đầu. Không ngờ Tôn Tinh Vũ của Tôn gia lại đại diện chiến đấu cho Châu gia. Đối thủ của ta vốn dĩ không phải ngươi, nhưng mà coi như hôm nay ngươi đang đuổi với gặp ta, ngươi thua chắc rồi. Ta vẫn luôn rất nhẫn nại, không chủ động điều tra thông tin của các người, bởi vì sự thật thì sớm muộn gì cũng sẽ được sáng tỏ. Vậy nên ta đang đợi ngươi chủ động lộ diện. Ta đợi được rồi. Tay ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Năm đó ngươi đã hại chết Hạ Xuân Vũ, không nhớ nữa sao? Ngươi nghiệp chướng, ngươi vậy mà chưa chết. Tin ta, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Người này là ma hay quỷ? Là ma quỷ, giết ta đi. Ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đợi ngươi dưỡng thương xong rồi lại đến tìm ngươi. Khốn kiếp, sao ngươi có thể ác độc như thế? Xem ra Châu gia cũng tham dự vào chuyện năm đó. Cảm ơn Chiến Tông Sư đã mang đến cho chúng ta một trận đấu đặc sắc. Lợi hại quá. Một chiêu đã giải quyết xong rồi. Tôn Tinh Vũ đã bị đưa ra, hình như vẫn còn sống. Vậy người thắng cuộc của trận này lại là đại diện Ôn gia, Chiến Vô Tình. Hay. Trận đấu tiếp theo do đại diện của tập đoàn Dương Long đã rút lui. Ba, con xin lỗi, con khiến ba thất vọng rồi. Vậy nên đợi đã. Ta đại diện tập đoàn Dương Long thi đấu. Nực cười, một người sao có thể đại diện hai nhà? Bởi vì ta là đại cổ đông của tập đoàn Dương Long. Thật sao? Sao có thể? Chính là anh ấy. Điều này là thật. Chiến Tông Sư là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Dương Long. Là thật kìa. Ba, nếu nó đã muốn tiêu hao năng lượng, sao ba có thể không góp vui? Ai có thể từ chối người đại diện cho chính tập đoàn của mình chứ? Nếu mọi người không còn ý kiến gì thì cuộc thi tiếp tục. Trận đấu thứ hai, Trí Không Hòa Thượng sẽ đại diện cho Tiền gia lên đài. Trí Không Hòa Thượng. Thí chủ, thất lễ rồi. Không ngờ người xuất gia cũng tham gia trận đấu này. Hòa Thượng cũng là người từ nhỏ ta đã đam mê võ thuật, cũng muốn được diện kiến các cao thủ ở thiên hạ này. Thí chủ, cẩn thận, chỉ dựa vào ngươi không khiến ta bận tâm được. Trí Không, ngài không thể thua. Cố lên. Gia chủ Tiền, ngài cứ yên tâm. Lão phu đã luyện đến võ đạo đỉnh phong, trước giờ chưa có ai địch lại được. Chuyện gì xảy ra vậy? Trí Không, đã xảy ra chuyện gì? Hòa Thượng Trí Không gục rồi. Ngày ấy là võ đạo đỉnh phong đó, sao có thể thua được? Không phải nói là võ đạo đỉnh phong sao? Sao đã gục rồi? Làm trò.
Anh vô tình. Nhanh tuyên bố đi. Nếu Hòa Thượng Trí Không đã mất đi năng lực chiến đấu, vậy người thắng lợi là chiến vô tình đại diện cho Liễu gia, chiến tông sư thắng lợi. Hay, hay. Tuyệt lắm. Hay. Lợi hại. Anh vô tình giỏi quá. Cảm ơn chiến tông sư, anh đã mang đến cho chúng ta một trận đấu đặc sắc. Lão đại, vừa nãy ngài ra trận thực sự quá đặc sắc, ngầu quá xá. Đặc sắc ở đâu, chỉ là thuận tay đánh vài cái mà thôi, là bọn họ quá yếu. Tôi không quan tâm, ngài là ngầu nhất. Đúng rồi, mắt tỉnh chưa? Vẫn chưa, cậu ta như con heo ý, vẫn nằm trong kia ngáy kìa, anh vô tình. Cảm ơn anh, nếu không có anh, em... Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thanh Thanh, ở đây nhiều người, cô ôm tôi như vậy sẽ khiến người khác dị nghị đó. Anh cứ coi như chưa có gì đi. Dương gia, tức chết tôi mất. Không ngờ ở đây còn được ăn cẩu lương của ngài. Người đàn ông ưu tú như ngài, chắc chắn sẽ có vô số nữ nhân nhào vào lòng ngực ngài. Nhưng đáng tiếc là trong số nữ nhân đó vẫn luôn không có tôi. Nghĩ gì vậy hả? Dương gia. Được rồi các vị, tiếp theo sẽ là trận đấu thứ ba. Mời gia chủ Trần gia đối chiến với quỷ thần đại diện Tiêu gia. Ta nhận thua. Quỷ thủ tiên sinh sao lại nhận thua rồi? Không biết nữa. Trần Tiêu gia chủ, tôi xin lỗi, tôi thua rồi. Không sao, coi như vận khí chúng ta không tốt, mới gặp phải Trần Bá Đạo. Vòng một kết thúc, chúc mừng ba thắng lợi trở về. Ngay cả quỷ thần gặp ba cũng phải chủ động nhận thua. Xem ra quy danh của ba đúng là gian dội. Cái này thì có gì vui. Quỷ thần vốn dĩ không phải đối thủ của ta, chủ động nhận thua là điều duy nhất hắn có thể chọn. Ba nói chí phải. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ đến là để tận mắt chứng kiến con của tiện nhân kia sẽ chết thảm hại như thế nào, giải mối hận trong lòng mẹ. Vòng 2 chính thức bắt đầu. Trận thứ nhất, chiến tông sư của Ôn gia đối chiến với Thái gia. Chiến vô tình thắng. Hay, lợi hại. Tiếp sau đây vẫn tiếp tục là chiến tông sư đại diện Liễu gia lên đài. Đối thủ của ngày ấy sẽ là Triệu tiên sinh của Triệu gia. Chiến vô tình thắng, thú vị. Xem ra chung kết nhất định phải là hai chúng ta rồi. Tiếp theo là chiến tông sư của Ôn gia đối đầu với chiến tông sư của Liễu gia. Bản thân tự đánh bản thân à? Như này làm sao mà đánh? Đúng đó, làm sao mà đánh đây? Thật là, nếu không ai có ý kiến, vậy tôi tuyên bố đại diện Liễu gia và Ôn gia, chiến vô tình sẽ trực tiếp vào chung kết. Tiếp theo là trận thứ hai của bán kết, sẽ do Trần tiên sinh Trần gia đối đầu với Long Hổ Sơn Trang Âu Dương tiên sinh. Trần Bá Đạo, lần trước ta đã thua bởi ngươi, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Âu Dương, Long Hổ Sơn Trang. Ông đang xem thường ta sao? Vì để đánh bại ông, tôi đã khổ luyện rất lâu. Hôm nay tôi sẽ cho ông thấy thực lực của Âu Dương tôi. Rác rưởi. Ông chỉ dựa vào tu hành này của ngươi, cả đời này cũng không bao giờ thắng nổi ta. Phế vật. Trần Bá Đạo thắng. Cái gì? Có thích khách? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng nhắc nữa. Thằng nhãi ranh Trần gia kia dám âm thầm ám sát ta. Mắt. Lúc ta đến, tên nhãi đó đang cởi đồ của ngươi ra rồi đó. Nếu không phải ta đến kịp lúc, thì ngươi đã thất thân rồi. Cái gì? Tên nhãi nhép. Ta phải giết hắn. Trần Bá Đạo thắng. Hay. Bây giờ Trần tiên sinh và chiến tôn sư sẽ tiến vào trận đấu cuối cùng. Chung kết bắt đầu. Cố lên. Lão đại cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Phế vật. Không ngờ mày có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Huyết hải thâm thù cần báo, sao có thể không nỗ lực? Đau đớn thống khổ tôi phải chịu trong những năm qua, tôi sẽ đòi lại hết. Không ngờ mày lại mạnh đến vậy. Sức mạnh của tôi là thứ ông không thể tưởng tượng được. Vậy giờ ta sẽ cho mày chứng kiến sức mạnh của tao.
Ba mạnh như thế, vậy mà giờ lại thua. Đừng gấp, ba con vẫn còn chiêu chí mạng chưa ra đâu. Chiến vô tình, mấy năm qua chưa chết, cũng không biết đường trốn kỹ vào, giờ còn xuất đầu lộ diện, hôm nay mày nhất định phải chết. Dù hôm nay có ra sao, cũng không thể để thằng nhóc đó thắng lợi được. Xem ra Trần Bá Đạo đệ nhất Đông Hải cũng bình thường thôi. Bình thường ông dạy dỗ mày ra sao, mày lại trả lời ông hết à? Ông nội, sao ông lại đánh con? Ánh mắt Trần Bá Đạo bình tĩnh, rõ ràng là vẫn còn nhiều sức lực. Con không nhìn ra Trần Bá Đạo đang che giấu sức mạnh bản thân sao? Đã lâu lắm rồi mới có người khiến ta thấy thú vị như này. Triệu Khách, Mạng Hồ Anh, còn chiêu cuối thú vị. Ngô Câu Sơn Tuyết Minh, Yên Bạc Chiếu Lên Ngựa Trắng, Táp Hạnh Như Sao Băng, Quyết Thư Tại Các Hạ, Bạch Đồ Thái Quyền Kinh. Thái Quyền Kinh, không ngờ mày còn biết cả Thái Quyền Kinh. Đi chết đi. Linh Tê Chỉ, không, không thể nào. Sao mày có thể trở nên mạnh như vậy? Trần Bá Đạo, giờ đến tôi. Không thể nào. Ông còn lời gì muốn nói không? Mày dám phế võ thuật của tao. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để ông chết dễ dàng vậy đâu. Tôi sẽ khiến Trần gia các người phải trải qua những thứ tôi phải trải. Trần Bá Đạo, thời đại của ông kết thúc rồi. Ba, ba thất bại rồi. Không được, con phải ra đó xem. Trần Bá Đạo, ông đúng là phế vật. Con của tiện nhân đó mà cũng không giải quyết được, làm tôi lãng phí thời gian bên cạnh ông nhiều năm như vậy. Không được rồi. Trần Bá Đạo thua rồi. Dương thứ hai của Đông Hải, vậy mà thua rồi. Không hổ là chiến dực thiên dương. May mà lần trước mình vẫn chưa làm gì quá đáng, nếu không kết cục của mình thảm rồi. Chúc mừng Chiến Vô Tình, Chiến Tông Sư thắng lợi. Hay, hay. Chúc mừng Liễu Gia đã được được quyền phân hạng ngạch Đông Hải. Chúc mừng Liễu Gia. Ba, 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 ba không sao chứ? Cố lên ba. Ba, Chiến Vô Tình, món thù này tao ghi mày rồi. Chúng ta đi. Là xe của Diệp gia. Để Diệp gia vào, bảo mọi người đợi lệnh. Rõ. Vô Tình, Thanh Thanh nói đi tìm con mà không thấy. Nghe con bé nói cuộc thi này chúng ta thắng rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Còn cụ thể việc chi quyền như thế nào, hai nhà cứ tự thương lượng với nhau. Con còn có việc, con đi trước. Cảm ơn con. Cảm ơn. Xem ra Trần Bá Đạo thua rồi. Thua bởi tiểu tử kia. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi thử nói xem. Ta là Diệp Vô Sắc, người của Diệp gia. Việc phân bố quyền hạn ngạch ở Đông Hải này là do Diệp gia ta quản. Diệp gia các ngươi đừng nhúng tay quá sâu. Ta chỉ đến đây thông báo với ngươi, chứ không phải cùng ngươi thảo luận. Cứ quyết định vậy đi. Ta cho ngươi đi rồi sao? Tiểu tử, ngươi có thể đánh bại được Trần Bá Đạo, chứng tỏ có bản lĩnh. Diệp Vô Sắc ta cũng là người trọng nhân tài, nên mới ở đây khuyên ngươi vài câu. Vừa mới xuất hiện đã muốn tài sản của Đông Hải, đây gọi là lời khuyên của ngươi. Thời gian an nhàn của Diệp gia mấy người không còn lâu nữa đâu. Tìm chết. Muốn hưởng thụ sự phú quý của Đông Hải này, ngươi xứng sao? Nếu là lão già Diệp Cửu U kia, có khi ta còn cho hưởng một chút. Ngươi dám vũ nhục ông nội ta. Thông Vũ Quyền của võ thuật đại thành. Tên nhãi này cũng mạnh phết. Vốn dĩ là muốn giết chết tên này trong thầm lặng,
nhưng xem ra vẫn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Có lẽ vẫn phải sử dụng thủ đoạn của vị đại nhân đó. Tiểu tử, ngươi quả thật có tư cách nói chuyện với ta, nhưng việc Đông Hải phân quyền còn có sự tham gia của người khác, chứ không phải mỗi Diệp gia ta. Đó là chiến dược Thiên Dương. Sao có thể? Quả thực là thẻ bài của chiến dược Dương, nhưng tại sao lại nằm trong tay Diệp gia? Chắc chắn ngươi cũng biết chiến dược Thiên Dương nghĩa là gì. Ngươi muốn đối đầu với Thiên Dương sao? Tất nhiên không phải. Vậy việc Đông Hải phân quyền giao hết cho Diệp gia vậy? Đúng rồi đấy. Lão đại, ngài muốn thả con săn bắt, bắt con cá rô sao? Xem kẻ mạo danh đứng sau Diệp gia kia rốt cuộc là kẻ nào. Không sai. Xem ra nước ở Đông Hải này càng ngày càng sâu rồi. Ngươi có nghĩ rằng vấn đề là từ nội bộ chúng ta không? Tuyệt đối không thể. Nếu nội bộ không có vấn đề gì thì chỉ có một khả năng: cao tầng Thiết Kỳ của chúng ta đã bị sát hại, có người cướp mất thẻ bài. Ta phải xem tên giả mạo đó rốt cuộc là ai. Thiên Vũ, ba thua rồi, thua triệt để rồi. Trần Bá Đạo ta không thể thua. Chấp nhận đi ba. Ba không thể trở thành Dương thứ hai của Đông Hải này. Cái gì? Mày nói cái gì? Một gia tộc, nếu như muốn tồn tại lâu dài thì không thể nào chỉ dựa vào một người. Thiên Vũ, mày muốn làm gì? Trần gia cần dựa vào núi, một ngọn núi mới. Tất nhiên, Trần gia cũng cần một nhà lãnh đạo mới, mà ba của bây giờ đã không còn tư cách đó nữa rồi. Không, Thiên Vũ, Trần gia không thể không có ta. Trần gia không thể không cần ai hết. Trần gia cần là một người có năng lực thực lực. Không phải từ nhỏ ba đã dạy con những điều này sao? Thiên Vũ, mày... Trần Thiên Vũ, Diệp Thiếu, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng. Tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Ngài giúp tôi giành được quyền phân tài sản của Đông Hải, về sau Trần gia sẽ hết lòng phục vụ ngài. Trần Bá Đạo ơi là Trần Bá Đạo, ông đúng là quá vô dụng. Chắc ông cũng không ngờ bản thân sẽ chết trong tay con trai mình đâu nhỉ. Trần Thiên Vũ, Chiến Vô Tình và Trần gia mấy người có thâm thù đại hận. Giờ tôi cho cậu một cơ hội. Đây là món đồ có thể giúp cậu giết được Chiến Vô Tình. Alo, Trần gia đã thắng lần phân quyền này. Không đúng, sao cơ? Lời của tôi, ông nghe không rõ sao? Cửu Thành đều đưa hết cho Trần gia. Vậy chúng tôi phải chia thế nào? Tôi chỉ đang gọi điện thông báo cho các người thôi, chứ không phải để thương lượng. Ông nói xem phải làm sao mới tốt đây. Sao bây giờ? Lẽ nào không còn cách nào nữa? Ông xem, Trần Thiên Vũ hẹn chúng ta 5 ngày sau tại Trần gia. Giờ chỉ còn cách nghe theo thôi. Không ngờ Trần Bá Đạo lại bị chính con trai mình sát hại. Đây đúng là báo ứng. Tự làm tự chịu thôi. Đúng rồi Dương gia, Trần Thiên Vũ đã hẹn với các gia tộc 5 ngày sau có mặt tại Trần gia. Được. Chuyện nội bộ Thiên Kỳ đã điều tra chưa? Điều tra xong rồi ạ. Mấy ngày trước, đoàn đội nhỏ mà chúng ta phái đi đã gặp nạn. Cả đội bị giết. Hơn nữa, thẻ bài Chiến Dực Dương trên người họ cũng biến mất. Theo thời gian này, Chiến Dực Thiên Kỳ trên toàn quốc cũng đều gặp nạn, liên tục bị ám sát. Xem ra đây là gián cờ để đối đầu với Chiến Dực Thiên Kỳ chúng ta. Trừ Trần gia ra, còn có kẻ nào khác tham gia chuyện này không? Bọn chúng hành sự vô cùng thận trọng, giống như hiểu rõ tất cả về nội bộ của chúng ta vậy. Xem ra bên cạnh Dương gia đã xuất hiện cái đinh nào đó. Nếu đã vậy, ta phải nhổ cho được cái đinh này xuống. Thông báo xuống dưới, 3 ngày sau toàn bộ cao tầng của Thiên Kỳ tụ tập hết về Đông Hải này. Vâng. Đúng rồi Dương gia, còn một vấn đề nữa hơi kỳ lạ. Gần đây biên giới có động tĩnh, chiến đội tử thần trước kia từng giao đấu với chúng ta lại xuất hiện rồi. Chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Mọi chuyện xảy ra bây giờ, tất cả đều có liên quan với nhau. Cho người để mắt tới đoàn đội đó, nếu chúng có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức cho quân đội tiến đánh. Vâng. Ta còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, đi trước đi.
Alo, Long Dương phu nhân. Chiến vô tình. Thượng quan Nạp La,